lục độ ba la mật, tức là sáu pháp ba la mật. Khi nói đến lục độ, tức là nói đến Bồ Tát Đạo, mà muốn đi vào Bồ Tát Đạo, trước hết chúng sinh phải phát Bồ Đề Tâm, có nghĩa là phát nguyện để cầu Phật quả viên mãn, ngỏ hầu giải thoát cho mình, tức là tự độ, và sau đó mới lợi lạc cho chúng sinh, tức là độ tha. Bồ Đề Tâm đòi hỏi sự thực hành và phát triển tâm xả, từ và bi để chống lại với tham, sân và si. Tại sao? Tâm xả là tâm bình đẳng, vì chúng sinh ai ai cũng đều có Phật tính như nhau. Cái Phật tính thanh tịnh này bị vô minh che lấp, cho nên tham sân si phát khởi mà tạo ra nhiều phiền não khổ đau. Vì thế, nếu có tâm xả, tức là không phân biệt người thân, kẻ sơ, thì tâm từ, có nghĩa là lòng thương yêu mới phát triển để mang lại hạnh phúc cho con người. Một khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chúng ta mới thông cảm được tâm trạng của họ, và đây là yếu tố để phát triển tâm bi, tức là lòng bi mẫn, thương xót, muốn cứu giúp chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ. Bồ Tát hạnh là độ cho chúng sinh bớt khổ, nhưng muốn độ người, trước nhất phải biết độ mình. Ngày xưa chính Đức Phật đã dày công tu hành để trở thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác trước khi Ngài độ cho chúng sinh. Như thế, sống trong thế gian, chúng ta lấy chúng sinh làm đối tượng để tu hành, vì chúng ta cũng là chúng sinh, có nghĩa là chúng ta cũng còn đau khổ và ai ai cũng mong cầu hạnh phúc. Thêm nữa, tất cả chúng sinh trong thế gian này dựa theo luật duyên khởi đều có sự tương quan với nhau, dù trực tiếp hay gián tiếp, để nương tựa vào nhau mà sinh tồn. Vì thế, Phật dạy rằng thế gian này chẳng nên tranh đấu với nhau, bởi vì mọi người đều là một thể. Nhưng xưa nay, con người vốn không phân biệt được nhân ngã mà thôi. Tất cả các pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh ra, chẳng có vật nào độc lập mà tồn tại. Mình và vạn vật đã nương nhau để sống, còn thì việc ban bố lòng thương và ân huệ cho chúng sinh khi mới nhìn thì giống như vì người, nhưng thật ra đối với chính mình thì lợi ích còn lớn hơn. Nói tóm lại, lục độ hay lục độ ba la mật là một phương pháp để độ cho mình và độ cho người. Sáu hạnh ba la mật gồm có bố thí, tức là cho để trừ lòng tham; trì giới, tức là giữ giới để trừ ô nhiễm; nhẫn nhục, tức là nhường nhịn để trừ giận hờn; tinh tấn, tức là sốt sắng để trừ lười biếng; thiền định, tức là chuyên chú để trừ loạn tâm; trí tuệ, tức là sáng suốt để trừ si mê. Trong sáu hạnh ba la mật trên thì bố thí, trì giới và nhẫn nhục là tu phước, còn thiền định và trí tuệ chính là tu huệ. Ba la mật có nghĩa là toàn hảo hay vượt qua bờ bên kia, tức là vượt từ bờ mê qua bến giác, hay chuyển từ vô minh đến niết bàn. Nếu áp dụng năm hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn và thiền định mà không có sự hiện diện của trí tuệ, tức là huệ, thì tất cả việc làm đó đều nằm trong tục đế, có nghĩa là chỉ tạo phước thế gian mà thôi. Nó không đúng ý nghĩa của Bồ Tát Đạo và hạnh ba la mật, vì thế trí tuệ sẽ không được phát triển. Thứ nhất, bố thí. Bố thí có ba loại: tài thí là đem của cải tiền bạc vật chất của mình ra cho; pháp thí là đem những chân lý của Phật để khuyên bảo người khác, tức là hướng dẫn tâm linh; vô úy thí là đem niềm an vui làm cho kẻ khác hết lo sợ. Đạo Phật là đạo của từ bi. Chính Đức Phật vì từ bi mà xuất ra để tìm đạo cứu khổ cho chúng sinh. Vì vậy, người Phật tử khi noi theo dấu chân của Phật cũng lấy từ bi làm động tác chính cho sự tu hành của mình, mà phương pháp mầu nhiệm nhất là bố thí ba la mật. Bố thí là việc mang lại lợi ích và hạnh phúc cho con người.
Nhưng nếu xét kỹ theo luật nhân quả, thì trên đời này không có cái gì mà tự nhiên có và mất mà không có nguyên nhân của nó. Nói cách khác, dựa theo luật nhân quả thì người nhận là người phải có phước, vì khi nhận là họ nhận lấy cái quả dựa trên cái nhân lành mà họ đã tạo ra trong đời quá khứ. Nếu không có cái phước này, họ không thể nào nhận được quả bố thí của người cho. Như thế, người nhận chỉ nhận lãnh lại cái phước mà họ đã từng gieo, và người bố thí là họ đang tạo phước cho chính mình sau này. Thế thì bố thí là một tiến trình của người cho và kẻ nhận, chứ thật sự không có việc bố thí gì cả. Chủ đích của bố thí không phải là để cải thiện thế gian hay là dẹp sạch nạn nghèo đói, mà là để cho chúng sinh có cơ hội thực hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát luôn luôn thực hành tâm xả để sẵn sàng buông bỏ những gì đang có, từ tài sản, vật chất cho đến thân thể. Luôn cả công đức, vì hồi hướng là cách bố thí công đức. Vì thế, Tuệ Giác Kim Cang mới có câu bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã. Thật vậy, khi bố thí phải phá trừ chấp ngã, chấp pháp. Ý của Phật muốn nói là khi bố thí không nên chấp mình là người bố thí ban ơn, tức là chấp ngã, còn người nhận là kẻ chịu ơn, tức là chấp nhân, và tiền tài vật chất là vật bố thí, tức là chấp pháp, thì tâm không sanh các phiền não ô nhiễm. Vì thế, khi bố thí mà không khởi vọng tâm, chấp ngã, chấp pháp, thì các phiền não tham, sân, si không sanh. Mà phiền não không sanh thì con người sẽ không tạo nghiệp, tức là chặt đứt dây luân hồi. Đây mới là bố thí ba la mật chân thật. Thêm nữa, nếu sống với tuệ giác bát nhã thì phải coi tất cả mọi người như nhau, có nghĩa là ai khổ thì giúp, ai mê thì giúp họ thức tỉnh, mà tâm không mong cầu đền đáp nên việc làm được viên mãn. Còn nếu chúng ta chưa sống được với trí tuệ bát nhã, tuy có làm nhiều Phật sự hay bố thí cùng khắp dựa trên hình tướng, thì sẽ có lúc không sao tránh khỏi sự thiên chấp thân sơ, thương ghét. Cho nên việc bố thí sẽ không được viên mãn. Ngoài việc bố thí để giảm trừ tâm tham lam, bỏn sẻn, mà đây chính là cơ hội để cho con người tạo phước và bồi đắp công đức vị tha cho mình. Song song với việc tạo phước, bố thí giúp cho chúng sinh phát triển trí tuệ bằng cách chú ý quan sát cái tâm thiện hay bất thiện trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí. Đây là cách tư duy quán chiếu để xét lại tâm thật của mình có thay đổi khi bố thí hay không. Đó là trước khi bố thí, chúng ta có so đi tính lại hay không? Khi bố thí có cầu mong đền đáp hay không? Và sau khi bố thí có hối hận hay không? Nếu chúng sanh thực hành đúng đắn câu bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã, thì chính họ đã tự tạo cho mình bao nhiêu nhân lành mãi mãi về sau. Bố thí vừa độ cho người mà vừa độ cho mình, và nó có công năng đưa mình và người từ bờ mê lầm đến bờ giác ngộ. Có một kiếp nọ, Đức Phật thấy trên núi có một con cọp mẹ đang cõng một con cọp con đi kiếm ăn. Nhân vì trời tuyết lớn không kiếm được mồi, nên cọp mẹ lẫn cọp con đói quá, cơ hồ sống không nổi. Đức Phật thấy vậy không ngăn nổi lòng thương xót, nên tự nguyện đem thân mình bố thí cho cọp được no lòng. Trong loài dã thú, cọp là loài hung dữ nhất. Vậy mà khi thấy cảnh cọp đói, Đức Phật cầm lòng không được, liền phát tâm bố thí, bèn chạy đến trước miệng cọp để cho cọp đói vồ ăn thịt của mình. Cũng trong một đời quá khứ khác, có một con chim ưng tính bắt một con chim nhỏ. Con chim nhỏ thấy Đức Phật bèn sa vào lòng cầu cứu mạng. Lúc ấy, chim ưng bay đến nói với Phật rằng: ông cứu nó, tức là làm cho tôi chết đói. Nếu cứu một chúng sinh lại hóa thành giết hại một chúng sinh khác, thì làm sao mà gọi là lòng từ bi được. Đức Phật nghe nói như vậy, liền cắt thịt của mình cho chim ưng ăn. Nhưng khi ăn một miếng, thịt chưa đủ no, nó lại muốn ăn thêm. Thì Đức Phật đành bảo nó rằng: thôi,
thì ngươi cứ ăn hết thịt trên thân của ta đi. Chim ưng bèn chẳng khách sáo, mổ ăn hết thịt trên mình của Phật. Trên đường cầu Phật đạo, Đức Phật đã có tấm lòng bố thí rộng lớn như vậy, nên Ngài mới thành Phật. Còn chúng ta ngày nay tuy có bố thí chút ít, mà tâm gan đã thấy xót xa, bởi vì tâm vị kỷ lúc nào kềm chế tấm lòng vị tha, quảng đại. Thứ hai, trì giới là cảnh giác, ngăn chặn và xả bỏ những hành vi bất thiện từ thân, khẩu, ý. Ngoài việc tránh hành hung và sỉ nhục kẻ khác qua thân và khẩu, thì người trì giới cũng không khơi động, làm sinh khởi tâm thù hận của họ. Đó là mang lại sự vô úy và an lạc cho kẻ khác. Con người vì muốn bám víu vào thân thể và bảo vệ cái bản ngã của mình, cho nên phát sinh tâm tham sân si. Tuy ý tưởng tham sân si vừa mới tác tạo trong tâm, tức là chưa làm gì ai, mà theo trì giới thì chúng ta đã phạm luật rồi. Vì thế trì giới chân chính là phải bỏ cho được cái ta. Chúng ta không nên trì giới chấp tướng, vì nó chỉ có hình thức bên ngoài, còn bên trong chất đầy ô nhiễm. Chẳng hạn như trì giới vì háo thắng để được người đời khen ngợi, trì giới với một tâm lý tự cao tự đại là cho mình hơn người và khinh dễ người phạm giới. Chẳng hạn có hai thầy tu trẻ đi trên một con đường đất lầy lội trơn trượt tới một cây cầu gỗ hẹp bắc qua một dòng suối. Trong khi trời mưa tầm tã, ở đầu cầu có một cô gái trẻ đẹp đang muốn qua cầu mà không dám đi vì sợ ngã. Thấy vậy, một trong hai ông mới bế bổng cô ta lên và đi qua cầu. Ông thứ nhì không nói gì cho đến tối hôm đó, khi hai người đã về tới chùa. Lúc đó, ông này không dằn lòng được nữa mới hỏi rằng: "Mình là kẻ tu hành không được tới gần đàn bà con gái, nhất là mấy cô trẻ đẹp, tại sao đệ lại vi phạm giới cấm như vậy?" Người thứ nhì trả lời: "Đệ đã bỏ cô ta ở lại bên dòng suối rồi, sao huynh còn cưu mang cô ấy về đây làm chi nữa?" Người Phật tử nên trì giới không chấp tướng, tức là vẹn toàn các điều răn cấm mà Đức Phật đã chỉ dạy, không vì danh lợi, không vì háo thắng và không bị hoàn cảnh ép buộc mà làm. Những thái độ oai nghi, hành vi và cử chỉ thiếu kiểm soát của mình cũng có thể gây ra sự phiền lòng, bực bội cho kẻ khác. Vì thế không phải chỉ là giữ năm giới luật căn bản là đủ, mà thái độ hòa ái và sự quan tâm đối với những người chung quanh cũng là một hình thức trì giới vậy. Giáo lý của Đức Phật cũng xác định một cách rõ ràng là giới hạnh là dấu hiệu của sự chứng đắc tâm thức chân thật. Vì sự trì giới luật trang nghiêm, thanh tịnh sẽ mang lại sự an vui tự tại và tâm hằng an tịnh, không còn lo lắng sợ hãi. Nên nhớ, trì giới có công năng vượt xa bố thí, vì nếu người có tài thí, pháp thí mà không có trì giới thì không bao giờ hoàn thành được Phật đạo viên mãn được. Bởi vì người đó vừa tạo phước mà cũng vừa tạo nghiệp, có nghiệp là còn luân hồi sanh tử. Ngày xưa vị thiên long tên là Buridatta có rất nhiều quyền phép. Nhân vào ngày thọ giới, thiên long cũng phát nguyện thọ tám giới. Một người bắt rắn thấy ông nằm trên một ổ kiến lớn với hình thù to lớn và đẹp gần giống như rắn, thì người đó bắt giữ và hành hạ ông. Mặc dầu có rất nhiều thần thông có thể biến kẻ hành hạ ông thành tro bụi, nhưng ông đã nhận chịu tất cả sự đau đớn và quyết tâm giữ giới thanh tịnh. Vị thiên long Buridatta ấy chính là tiền thân của Phật Thích Ca đã viên mãn tu tập giới ba la mật vậy. Trong tam vô lậu học thì giới là bước đầu tiên và chính là nền móng để giúp chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ. Nếu không có giới, vĩnh viễn sẽ không vào định được, vì tâm không an, và từ đó trí tuệ không bao giờ phát sinh để thấy tường tận thật tướng của vạn vật trong vũ trụ này. Thứ ba, nhẫn nhục. Đây là đức tính tốt đẹp được tán thán nhiều nhất trong hầu hết các kinh sách Phật giáo. Con người có sự bất mãn hay sung sướng là do sự đánh giá sự vật qua cái nhìn sai lầm, mà cái ta
là chủ động chính. Thiếu kiên nhẫn và kém chịu đựng chính là do tâm sân mà ra. Khi chúng sinh thấu hiểu luật nhân quả và lý duyên khởi thì họ sẽ tránh gây ra nghiệp cho mình khi nghịch cảnh đến. Nếu hành xử theo luật con người là lấy oán báo oán thì hận thù càng ngày càng chồng chất biết đến bao giờ. Khi tu hành nhẫn nhục là tránh gây tạo nghiệp cho mình thì chúng sinh mặc dù không trả thù báo oán mà vẫn an nhiên tự tại, vì luật nhân quả sẽ trói chặt kẻ đó rồi đâu cần họ phải ra tay. Do đó, muốn thực hành hạnh nhẫn nhục cho hữu hiệu, chúng sinh cần cảnh giác để nhận biết sự phản ứng sinh khởi của mình khi đối diện với cảnh trái ý nghịch lòng. Đối với thân nhẫn, con người khi đối diện với nắng mưa, đói khát, đau ốm bệnh tật hoặc bị người đánh đập hành hạ mà vẫn cam chịu không phàn nàn hay chống cự lại, tức là tu theo thân nhẫn. Khẩu nhẫn, cho dù thân đã nhẫn không chống lại người khi bị hành hạ đánh đập và trước những lời nhục mạ mắng nhiếc chua cay mà miệng cũng không thốt ra những lời nguyền rủa độc ác, thì đây chính là tu theo khẩu nhẫn. Ý nhẫn, cái khó và quan trọng nhất là tu nhẫn trong tâm. Khi tâm hồn không còn căm hờn oán hận thì tâm sẽ trong sáng và an nhiên tự tại để loại bỏ đi những tư tưởng hắc ám khiến cho con người tạo nghiệp. Vì thế kinh Hoa Nghiêm có câu rằng: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Tức là một niệm sân hận nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Trong ba thứ nhẫn này thì ý nhẫn là khó thực hành nhất, bởi vì đôi khi thân có thể chịu đựng được cực hình nhưng miệng vẫn lẩm bẩm lời nguyền rủa, mà miệng có nói ra cũng là do tư tưởng chuyển đến mà thôi. Có người tuy miệng không thốt ra lời nguyền rủa nhưng tâm tức giận bừng cháy cả tim gan. Thế thì con người muốn kềm chế để tu theo hạnh nhẫn nhục viên mãn thì phải kềm chế tư tưởng được trong lành. Có như thế thì ý nhẫn mới kềm chế khẩu nhẫn, và sau cùng họ mới thành công với thân nhẫn. Vì ý là nhân mà thân khẩu là quả của nó. Thêm nữa, người tu theo hạnh nhẫn nhục sẽ có đủ trí tuệ để áp dụng từ bi hỷ xả vào trong cuộc sống. Chính trí tuệ này sẽ đối trị và làm tiêu tan sự bất mãn và tâm sân hận. Ngày xưa Đức Phật đã trải qua biết bao chông gai cực khổ trước khi Ngài chứng quả Bồ Đề. Nếu không tu theo hạnh nhẫn nhục, làm sao Ngài chứng đắc được? Thời gian tu hành đối với phàm nhân để viên thành Phật đạo kéo dài gần như là vô tận. Vì thế, nếu không có đức tính kiên nhẫn phi thường, không thể nào thành công được. Các vị Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục để tâm không bị phiền nhiễu bởi những bất trắc xảy ra trong cuộc đời. Các ngài không phiền hà khi người khác nói những lời thô lỗ, nói dối hay mắng nhiếc nhục mạ họ. Thậm chí, Bồ Tát vẫn kiên trì chịu đựng khi thân thể bị hành hạ, bị tra tấn, và ngay cả đến cái chết, các ngài vẫn an nhiên tự tại. Năm xưa, khi Phật còn trong thời kỳ tu tiên, Ngài đã từng là một vị tiên nhẫn nhục ở trong rừng núi không xa thành của vua Ca Lợi là bao nhiêu. Một hôm, vua Ca Lợi đi săn ngoài thành, đem theo quân lính cùng văn võ bá quan, cũng như một số cung phi, cung nga và thể nữ theo hầu. Khu vực săn bắn rất rộng lớn. Vua Ca Lợi đi sâu vào núi để lùng kiếm các loài hươu nai hay hổ báo. Nhưng số cung tần thì nhát gan, không dám đi theo sát nhà vua. Từ xa, đám cung phi thấy một người trẻ tuổi trong rừng nên động tính hiếu kỳ. Khi đến tận nơi, họ thấy một vị thanh niên tóc dài, áo quần lam lũ, và đây chỉ là một người tu đạo. Tiên nhẫn nhục bèn giảng Phật Pháp cho họ nghe. Này các cô nương, người đời xưa nay đều ưa cầu khoái lạc, nhưng khoái lạc cũng có thứ chân thật, thứ giả dối, có cái lâu dài và cũng có cái tạm bợ. Nhưng phần lớn mọi người đều bị mê hoặc bởi thứ khoái lạc hư giả và ngắn ngủi. Giống như đóa hoa này, tuy hiện tại thật đẹp nhưng không vĩnh viễn nở hoa và tỏa hương. Tuổi trẻ, sức khỏe, sắc đẹp
cũng sẽ phai tàn theo năm tháng. Người cao quý là ở chỗ biết học đạo, mong được thăng hoa sinh mệnh, được kéo dài sự sống, đó mới là việc khẩn yếu. Khi ấy, vua Ca Lợi chợt đến và nhà vua cất tiếng hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?" "Tôi là người tu đạo." "Tu đạo thì đã chứng quả A-la-hán chưa?" "Chưa chứng quả A-la-hán." "Vậy đã chứng quả tu đà hoàn hay A-na-hàm chưa?" "Chưa chứng được." Vua Ca Lợi nói: "Trong thế gian này có một số tiên nhân hít thở khí trời và ăn trái cây để sống, nhưng họ vẫn còn lòng dục, về tham và về dâm. Còn ngươi trẻ tuổi như thế lại chưa chứng quả, vậy ngươi còn lòng dâm dục không?" "Tôi cũng chưa đoạn hết được." "Ngươi chưa đoạn hết được lòng dâm dục, vậy khi trông thấy các phụ nữ này thì ngươi làm sao nhẫn được?" "Tuy tôi chưa đoạn được dâm, nhưng tôi không hề khởi tâm dâm. Tôi quán mọi sự đều vô thường và tu tập quán sát 9 loại bất tịnh." "Ngươi nói tu quán 9 loại bất tịnh, đó chỉ là điều lừa dối. Vậy có bằng cớ gì chứng tỏ ngươi không hề khởi tâm dâm?" "Tôi có thể nhẫn không khởi tâm dâm. Cái gì tôi cũng có thể nhẫn nhịn được." "Tốt lắm, để ta xẻo cái tai của ngươi coi thử ra sao." Nói rồi, vua Ca Lợi rút kiếm ra cắt đứt tai của tiên nhẫn nhục. Các quan văn võ trông thấy vua Ca Lợi cắt tai của tiên nhẫn nhục mà người này không tỏ chút gì đau khổ cả, nên tâu rằng: "Đại vương nên dừng tay, người này chính là một vị đại sĩ, là một Bồ Tát, đại vương không nên cắt thêm nữa." "Các ông làm sao biết người này là Bồ Tát?" "Vì khi đại vương cắt tai y mà sắc mặt của ông ta vẫn không biến đổi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Làm sao biết hắn ta không đau đớn? Biết đâu lòng hắn ta rất căm hận ta. Ta thử lần nữa xem sao." Nói xong, vua Ca Lợi vung kiếm cắt luôn mũi của tiên nhẫn nhục và nói: "Ngươi có căm hận không?" "Tôi không căm hận." "Ngươi vẫn chưa chịu nói thật à? Để coi ngươi có thật sự nhẫn nhục được chăng. Nay ta chặt thêm tay của ngươi thì thử coi lúc đó ngươi có tâm sân hận không." Tiên nhẫn nhục đáp: "Không có." "Ngươi vẫn nói là không có tâm sân hận. Ta không tin. Ta không thể tin rằng trong thế gian này lại có kẻ bị người ta xẻo tai cắt mũi, chặt cả hai tay mà lòng không sân hận. Đó là điều kỳ quái." Nói xong, vua Ca Lợi chặt chân của tiên nhẫn nhục rồi hỏi: "Ngươi vẫn chẳng sân hận sao?" "Không sân hận." "Vua chặt nốt chân kia, vậy là hai chân, hai tay và mũi đều bị cắt." Vua lại hỏi tiếp: "Bây giờ ngươi có sân hận hay không?" Vị thanh niên vẫn một mực trả lời: "Không sân hận." Lúc bây giờ trên tầng trời các vị tứ đại thiên vương cả giận bảo rằng: "Vua Ca Lợi này thật là không phải, vị này là người tu hành mà ngươi xem thường một cách quá đáng. Chúng ta là hộ pháp nên phải trừng phạt ngươi." Sau đó các vị trời cho mưa đá xuống rồi nổi gió làm cát đá bay mù mịt. Vua Ca Lợi thấy vậy rất sợ hãi, biết là tai họa sắp đến, liền đến trước vị tu hành năn nỉ rằng: "Bây giờ tôi đã biết lầm lỗi, trời đã trừng phạt tôi, xin ông đừng sanh lòng oán hận tôi." "Tôi không tức giận và cũng không sân hận ông đâu." Vua Ca Lợi không tin, thì tiên nhân nói: "Đây là bằng chứng, nếu thật tâm tôi không sân hận ông thì tay chân, tai, mũi tôi lập tức khôi phục lại như xưa." Nói xong, quả nhiên vua thấy tay, chân, tai, mũi của tiên mọc ra như cũ. Tiên nói: "Đến khi nào tôi thành Phật thì ông sẽ là người đầu tiên tôi độ cho thành đạo nghiệp." Bởi vậy, sau khi Đức Thích Ca thành Phật thì Ngài đến vườn Lộc Uyển của xứ Ba La Nại để độ đầu tiên cho tôn giả Kiều Trần Như, tức là vua Ca Lợi trong kiếp xa xưa. Tại sao khi thân thể bị chặt đứt từng mảnh mà tiên nhân không sanh tâm sân hận? Đức Phật trả lời: "Trong lúc bị vua Ca Lợi cắt xẻo tai, cắt thịt ra từng mảnh thì ta không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Tại sao?
Bởi vì nếu còn cái ngã thì thấy thân này là thật, là của ta, nên muốn bảo vệ giữ lấy. Cho nên nếu ai xâm phạm nó thì chắc chắn sẽ sanh lòng sân hận. Lúc đó vì không còn ngã cho nên ta không hề khởi lòng sân hận. Vì không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh và thọ giả, nên đối với ta tất cả đều là không thật. Nếu là không thật thì sống chết có gì phải sợ, cho nên ta không phát tâm sân hận là như vậy. Trong Phật giáo, khi con người nhẫn nhục để được quyền cao chức trọng, mong cầu được người khen, hay nhẫn nhục để tìm cơ hội trả thù, thì đây là sự nhẫn nhục do dục vọng tham sân si thúc đẩy, chứ không phải là nhẫn nhục ba la mật. Muốn tu hành nhẫn nhục ba la mật, trước hết con người phải diệt cho được lòng sân hận, tánh kiêu mạn, tâm tham, tật đố. Vì đây là phương cách trau dồi lòng từ bi hỷ xả rốt ráo nhất. Một lời nói quát tháo, một cử chỉ mất tự chủ vì sự nóng giận sẽ giết chết nhân cách của con người. Có một vị thiền sư được ca ngợi là một người sống rất thanh bạch. Gần nơi tự có một gia đình bán tạp hóa, có một cô con gái rất đẹp. Một ngày kia, cha mẹ của cô khám phá ra là cô con gái của mình còn có bầu. Họ giận lắm mà mắng chửi cô không tiếc lời. Thoạt tiên cô không chịu nói thủ phạm là ai, nhưng sau cùng không chịu nổi đòn vọt nữa, cho nên cô thưa với song thân rằng người cha của cái bào thai chính là vị thiền sư. Hết sức giận dữ, hai người đến thiền tự tìm vị thiền sư này mắng chửi đủ điều. Sau khi nghe xong, thiền sư chỉ hỏi: có thật như vậy sao? Sau khi đứa bé ra đời, nó được mang giao lại cho thiền sư. Dù ông bị khắp vùng chê cười về việc này, ông vẫn lặng lặng nhận lấy đứa bé về nuôi dưỡng. Hàng ngày ông đi xin sữa cùng các vật dụng cần thiết từ những người hàng xóm tốt bụng và chăm sóc đứa bé thật chu đáo. Một năm trôi qua, cô gái phần thì thương con, phần cũng không đành lòng ngồi nhìn cảnh ngang trái, nên mới thú thật với cha mẹ là đã lỡ dại với một chàng trai trong xóm. Song thân cô gái lại vội vàng chạy lên thiền tự, nhưng lần này họ hết lời xin lỗi, giải thích chàng giang đại hải và xin bắt cháu về. Thiền sư lặng lặng ngồi nghe. Khi trao trả đứa bé, ông lại cũng chỉ hỏi có một câu là có thật như vậy sao. Tóm lại, người tu nhẫn nhục là không oán hận, không trả thù và không muốn thấy cuộc đời là một bãi chiến trường, một lò lửa của sân hận. Chính lửa sân hận này có thể thiêu đốt tất cả những gì quý báu mà loài người đã xây dựng được trên thế giới này. Vâng, lửa sân hận chỉ có thể dập tắt bằng nước nhẫn nhục ba la mật mà thôi. Thứ tư, tinh tấn. Đi trên con đường tâm linh có nghĩa là lội ngược lại với dòng thường tình. Bởi vậy, sự mỏi mệt và tâm biếng nhác là mối đe dọa rất lớn, dễ làm cho con người thoái chí trong việc tu hành. Nếu không có tâm nhẫn nhục thì khó đạt được bồ đề. Còn con người không tinh tấn nỗ lực thì khó lòng đến chỗ giải thoát giác ngộ. Ở đây cần chú ý rằng sự mệt mỏi có hai loại. Một loại liên hệ đến sự kiệt sức thuộc về cơ thể, và loại kia là do tâm thức gây ra và kéo theo các yếu tố bất thiện như chán nản và buồn ngủ. Điều này có thể xảy ra khi chúng ta làm việc gì mà ta không thích thú. Nhiều người than phiền là khi thực hành môn ngồi thiền hay niệm Phật một cách nỗ lực, họ trở nên mệt mỏi hơn nhiều so với khi họ đọc sách báo khá lâu. Khi cái ngã cảm thấy bị đe dọa thì cái ngã ấy vốn đã bắt rễ sâu xa trong cái vô minh để tỏa ra một đám sương mù hắc ám dày đặc phát sinh từ tâm si. Trái lại, rất nhiều người đã giải công hành thiền hay niệm Phật cho biết rằng họ không cần ngủ nhiều như trước kia, trong khi tu tinh tấn hạnh Bồ Tát Ba La Mật làm cho thân tâm hoàn toàn tự tại. Nhưng thế nào là tinh tấn Ba La Mật? Tinh tấn ngăn ngừa các điều ác đừng sanh. Như cuộc đời chúng ta chưa hề sát hại sinh vật,
nói lời dối trá, trộm cướp, gian xảo, thì dĩ nhiên, từ đây về sau cũng phải tinh tấn thêm lên và cố gắng gìn giữ, đừng cho ác tâm sinh khởi. Tinh tấn diệt cho mau các điều ác đã sanh. Trong quá khứ, nếu chúng ta đã lỡ tạo ra những tội ác như tham lam, trộm cướp, đam mê sắc dục, giận dữ, kiêu căng, thì nay phải tinh tấn đừng cho nó tăng trưởng thêm nữa và cố gắng diệt trừ cho hết những bất thiện này. Tinh tấn làm cho các điều lành phát sanh. Con người vì tâm vị kỷ chỉ lo cho mình mà không nghĩ đến người khác thì lòng từ bi không bao giờ phát triển. Muốn phá cái bản ngã này thì từ nay chúng ta nên cố gắng bố thí, làm việc từ thiện xã hội để giúp đỡ kẻ tật nguyền nghèo khổ, chuyên cần nghe kinh học Phật thì các điều lành sẽ được phát sinh. Tinh tấn làm cho các điều lành tăng trưởng. Khi đã bắt tay vào làm việc thiện nên cố gắng làm thêm nữa, đừng chán nản bỏ cuộc. Khi biết Phật pháp phải cố gắng thực hành để thấy được chân lý của đạo Phật. Tu hành đừng chấp vào phương tiện, phải chú tâm vào cứu cánh là giải thoát. Vì thế càng tinh tấn tu tập càng gần với chân lý, và dĩ nhiên trí tuệ càng được mở rộng. Nếu thực hành tinh tấn với dụng tâm không trong sạch, như vì danh, vì lợi, vì sợ, vì kiêu căng, thì không đúng với tinh tấn ba la mật. Tu Phật là muốn đoạn trừ phiền não và tìm lối giải thoát ra khỏi luân hồi, thì tinh tấn là phải chuyên cần tu luyện với ý chí sắt đá để đạt đến cứu cánh của mình. Trong thế gian này, càng tinh tấn càng thành công lớn. Chính nhà tỷ phú Bill Gates đã làm việc rất hăng say không mệt mỏi khi ông ta còn rất trẻ, và ngày nay tuy là người giàu nhất thế giới, ông ta vẫn tích cực hoạt động không ngừng. Như thế, bí quyết để thành công là tinh tấn. Tinh tấn ví như chất dầu xăng làm cho chiếc xe chạy. Cho dù chiếc xe thật tốt, tài xế rất giỏi và con đường bằng phẳng, mà nếu không có xăng thì chiếc xe vẫn nằm ì một chỗ. Con đường tu đạo cũng thế. Cho dù có lầu thông kinh điển mà không tinh tấn công phu tu tập thì không bao giờ được kiến tánh. Cũng ví như người ngồi trên một chiếc bè, nếu không chèo lái thì mãi mãi không bao giờ đến được bến bờ bên kia. Vì thấy tầm quan trọng của tinh tấn, cho nên câu nói sau cùng của Đức Phật với các chúng đệ tử trước khi Ngài nhập diệt là: hỡi các người thân yêu của ta, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Như thế, nếu chúng sinh luyện được đức tinh tấn để chiến thắng tánh lười biếng, buông lung, thì không có một trở lực nào làm chậm bước tiến trên con đường giải thoát giác ngộ. Thứ năm, thiền định. Chữ thiền được viết tắt từ chữ thiền na, tức là phiên âm từ chữ dhyana trong Phạn ngữ, được dịch là tư duy hay tĩnh lự. Tư duy là tu tập bằng phương pháp suy nghiệm và suy cứu về những đối tượng của tâm thức. Còn tĩnh lự là dùng tâm thể vắng lặng để thẩm sát các vấn đề đạo pháp. Nói một cách tổng quát thì thiền định là định tâm trọn vẹn vào một vấn đề gì để suy xét cho thấu lý, tức là chấm dứt những suy tư rời rạc nối đuôi nhau. Sau khi chứng ngộ dưới gốc Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca đã thốt lên rằng: thật kỳ diệu thay, tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng vì bị vô minh che lấp nên họ không nhận ra điều ấy. Lời tuyên bố đầu tiên của Đức Phật chính là tinh yếu của giáo lý của Ngài. Đúng như thế, mọi chúng sinh dù nam hay nữ, dù thông minh hay khờ dại, dù đẹp đẽ hay xấu xa, dù khỏe mạnh hay yếu đau, cũng đều có Phật tánh như nhau. Trải qua bao nhiêu kiếp sống luân hồi, tâm thức của chúng sinh đã bị cái vỏ cứng của cái vô minh che phủ, cho nên họ không nhận thức được cái Phật tính toàn vẹn, hoàn hảo kia nữa. Muốn giải thoát, chúng ta phải quay về với cái Phật tánh đó để thấy rõ rằng bao lâu nay chúng ta đã để cho vô minh lôi cuốn mà không hề hay biết. Phương cách hữu hiệu nhất để trở về với cái Phật tánh thanh tịnh đó là tọa thiền. Lịch sử Phật giáo đã chứng minh một cách hùng hồn rằng từ Đức Phật đến các đại đệ tử của Ngài được giác ngộ
nhờ công phu tọa thiền, tâm của Phật và tâm chúng sinh thật ra không hề khác nhau. Cái tâm này có thể ví như mặt nước hồ thu, tâm của Phật như mặt nước yên tĩnh. Trên đó, mặt trăng chân lý có thể phản chiếu một cách toàn vẹn, trong khi tâm của chúng sinh giống như mặt nước đang bị các làn sóng vô minh khuấy động, không thể phản chiếu gì được. Mặt trăng chân lý lúc nào cũng chiếu sáng. Do đó, vấn đề chính của sự tu tập là làm sao để tâm của mình có thể phản chiếu rõ ràng mặt trăng chân lý mà thôi. Bây giờ nên tự hỏi, cái gì đã làm khuấy động tâm của chúng ta? Phải chăng đó là các tư tưởng? Trong việc tu tập, việc đầu tiên chúng ta phải làm là đánh tan các tư tưởng lúc nào cũng muốn dấy lên này. Đây là điều không dễ, vì trải qua bao kiếp sống vô thức, vọng niệm đã thành một thói quen không dễ gì mà bỏ ngay được. Tất cả mọi tư tưởng, dù thanh cao hay xấu xa, đều có khởi đầu và có chấm dứt. Vì có sinh nên có diệt, nhưng vì nó cứ tiếp tục nổi lên nên chúng ta cứ tưởng rằng nó thường hằng bất biến. Đó là sự nhận xét sai lầm đầu tiên. Nếu những tư tưởng này tiếp tục khuấy động tâm can của chúng ta sẽ không thể phân biệt cái thật với cái giả được. Con người đã đánh giá cao các tư tưởng trừu tượng, các phân biệt của lý trí, của lý luận, nhưng tất cả những cái này đều là sản phẩm của tư tưởng. Mà đã là sản phẩm của tư tưởng vốn vô thường, có sinh, có diệt, thì gốc rễ của nó đã nằm ở chốn vô minh rồi. Tư tưởng chính là tâm mệnh của con người, nó chính là nguồn gốc của sự mê hoặc, và chúng ta cần phải phân biệt thật rõ ràng vai trò của tư tưởng. Lý trí vốn có tính nhất thời với các khái niệm cố định. Thiền định là phương pháp làm ngưng lại và giết đi những tư tưởng này. Một khi các làn sóng tư tưởng khuấy động đã chấm dứt, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mặt trăng chân lý lúc nào cũng chiếu sáng. Giây phút nhận ra điều này là kiến tánh, là giác ngộ, có nghĩa là hiểu rõ được bản thể chân thật của tự tánh. Khác với những ý niệm lý luận hay triết học vốn phát xuất từ tư tưởng, nghĩa là có khởi đầu và có chấm dứt và có thể thay đổi theo thời gian, sự chứng ngộ chân lý dựa trên các làn sóng tư tưởng chấm dứt này không thay đổi hay có thể mất được. Nó sẽ ở mãi mãi với chúng ta, và từ đó chúng ta có thể sống một cách thoải mái, bình an trong cái tâm trạng đầy phúc lạc, thanh thản. Còn phiền não thì sao? Một người không thể có sự an lạc khi tâm ý bất định và đầy tạp niệm. Chúng ta hãy quan sát một kẻ đang bị say sóng trên một con thuyền vùi dập giữa phong ba. Người đó không thể bình phục được, dù bên tai có văng vẳng lời người bạn nhắc nhở là khi tới bờ thì sẽ hết. Một kẻ ở trong trạng thái tâm tư bất định cũng như một kẻ đi thuyền trong cơn giông bão, người đó không thể nào được giải thoát khỏi phiền não, cho dù có hiểu rằng an lạc sẽ đến khi ông ta thành công trong phép tĩnh tâm. Một người đi thuyền khi về tới bến thì bệnh say sóng tự nó sẽ hết. Tương tự như thế, phiền não sẽ tự nó chấm dứt khi con người đã thành công trong phép tĩnh tâm vậy. Do đó, nếu con người muốn an lạc thì phải thực hành phương pháp tĩnh tâm. Dựa theo Bồ Tát hành thì tu tập thiền định dẫn con người đến những kết quả mỹ mãn như sau. Khi tu thiền một thời gian dài lâu thì ngũ căn được tịch tịnh và chánh định sẽ phát khởi. Nhờ thiền định mà tâm từ bi được phát triển để thương yêu tất cả chúng sinh và muốn cho tất cả được an vui, hạnh phúc. Nhờ năng lực thiền định mà các phiền não tham sân si không còn phát sanh được nữa. Khi tâm đã định thì lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không còn lay động, tìm lại an lạc thanh tịnh trong tâm hồn. Một khi tâm niệm đã lắng yên thì ái dục không còn phát sinh, làm cho tâm không còn ô nhiễm. Điều quan trọng của kẻ tu thiền là tuy chứng được chân không nhưng không bao giờ bị rơi vào chỗ hư vô, tận diệt tất cả những sự trói buộc để được phát khai trí tuệ, giải thoát
và chứng ngộ Niết Bàn. Thứ sáu, trí tuệ ba la mật. Trí tuệ là điều kiện tối hậu để thấu triệt chân lý. Trong tam vô lậu học thì giới và định chỉ có mục đích mở đường cho sự rèn luyện trí tuệ. Nếu giới có thể làm cho thân và khẩu được thanh tịnh, và định giúp cho tâm được an trụ, thanh tịnh và chân chính. Huệ tức là trí tuệ sẽ phát huy phần tâm linh quan trọng nhất của con người là trí năng để đạt đến cứu cánh giải thoát. Trong Phạn ngữ có rất nhiều danh từ được dịch là trí tuệ, nhưng ý nghĩa của chúng đôi khi cũng có ít nhiều sai biệt. Đó là Panna là biện tướng trí, tức là trí tuệ phân biệt được chân tướng vô ngã, vô thường, khổ não của hiện tượng giới. Patisambhida là minh giải trí, tức là trí tuệ giúp phân tích và biện giải các pháp một cách minh bạch rõ ràng. Nana là phá tướng trí, tức là trí tuệ trực nhận chân lý và phá chấp tướng của vạn hữu. Đây chính là trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát bất thối. Bồ Đi hay Bồ Đề tức là trí giác ngộ. Đây là trí tuệ của các bậc huyền thông đạo lý để dứt trừ phiền não, vọng chấp. Tuy được dịch từ nhiều danh từ Phạn ngữ có nghĩa sai khác, nhưng tổn chung Đạo Phật chia trí tuệ ra làm hai loại là căn bản trí và hậu đắc trí. Thứ nhất, căn bản là giác tính minh diệu mà mỗi chúng sinh vốn đã có sẵn, nhưng vì bị vô minh phiền não che lấp cho nên chưa phát chiếu ra được. Có thể ví căn bản trí như chất khí, như chất vàng còn nằm trong quặng, lẫn lộn với đất, cát, sỏi, đá. Thứ hai, hậu đắc trí là trí tuệ có được nhờ công phu tu tập như trì giới, thiền định, vân vân. Hậu đắc trí bây giờ được xem như là vàng nguyên chất, không còn lẫn lộn với đá sỏi, tức là không còn phiền não, khổ. Theo duy thức học, khi chúng sinh chứng quả vị đẳng giác, tức là được giác ngộ hoàn toàn, có nghĩa là đạt được hậu đắc trí, thì tám thức sẽ chuyển thành bốn trí, đó là thứ nhất, A Lại Gia thức, còn gọi là thức thứ tám, có tác dụng chấp trì sanh mạng, và chủng tử sẽ đạt đến địa vị vô lậu và biến thành đại viên cảnh trí, tức là trí sáng như tấm gương lớn và tròn đầy, tượng trưng cho biển cả chân như. Thứ hai, Mạt Na thức, còn gọi là thức thứ bảy, có tác dụng là chấp ngã, sẽ biến thành bình đẳng tánh trí, tức là trí có năng lực nhận thức tính bình đẳng và vô ngã của vạn pháp. Thứ ba, ý thức, còn gọi là thức thứ sáu, có tác dụng là phân biệt, sẽ biến thành diệu quan sát trí, tức là trí có năng lực quan sát thâm diệu. Thứ tư, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức là năm thức cuối cùng trong sáu thức, sẽ biến thành thành sở tác trí, tức là trí có năng lực nhận thức cùng khắp và rất thần diệu. Trí tuệ tuy mang nhiều danh từ khác nhau như thế, nhưng tựu chung trí tuệ có nhiệm vụ tối hậu là tận diệt vô minh để chúng sinh có thể nhận chân được chân lý. Đó là luật nhân quả, luật vô ngã và luật vô thường, để thấy cõi đời chỉ là thành, trụ, hoại, không, để đưa con người đến chỗ khổ đau. Trí tuệ đóng vai trò tối quan trọng trong lý tưởng giải phóng con người ra khỏi mọi hệ lụy khổ đau. Chính Đức Phật đã chế ra nhiều pháp tu, trong đó tam huệ học là văn, tư, tu và tam vô lậu học là giới, định, tuệ là những phương pháp thường được nhắc nhở và thực hành nhiều nhất. Vậy trong tam huệ học, trí tuệ phát sinh như thế nào? Thứ nhất, văn huệ là do tai nghe âm thanh, mắt thấy văn tự kinh điển của Phật để nhận, hiểu mà phát sinh trí tuệ. Trong suốt 49 năm hoằng dương giáo pháp của Đức Phật, có rất nhiều người đắc quả thánh hay ngộ được chân lý khi nghe Ngài thuyết pháp. Không những thế, ngay cả hàng thanh văn, tức là A-la-hán, cũng độ được rất nhiều người vào cõi thánh. Ngày nọ, có vị tỳ kheo ni tên là Patakara đến rửa chân nơi một dòng suối.
Đang khi bước trên bờ, bà thấy những giọt nước từ bàn chân của bà nhỏ xuống theo dòng nước trôi đi và biến mất. Cứ như thế mà bà suy tư sự biến đổi không ngừng của hiện tượng và bỗng trực nhận được lý vô thường của vũ trụ. Trong kinh điển cũng có ghi chép rất nhiều trường hợp như có một hành giả có thể nghe một tiếng chim hót hoặc thấy một chiếc lá rơi, một ngọn đèn phượt tắt hay nhìn những bong bóng nước vỡ tan trên mặt hồ mà chứng ngộ được chân lý. Có người cho rằng nếu nghe nhiều mà không suy luận để phân biệt chân hư và không thực hành theo chân lý thì trí tuệ không bao giờ phát sinh. Đây là trường hợp của tôn giả A Nan. Chính tôn giả A Nan đã làm thị giả cho Đức Phật rất nhiều năm, và nhờ nhân duyên này mà Ngài là người nghe nhiều học rộng nhất trong số đại đệ tử của Phật. Thế tại sao Ngài không đắc đạo trong lúc Đức Phật còn sinh tiền? Sở dĩ tôn giả A Nan không đắc đạo quả khi Phật còn tại thế là vì chưa thực hành đúng theo những gì Ngài đã học hỏi được. Đó là phải quay về với nội tâm của mình để thấy được tánh giác thanh tịnh mà đã bị vọng trần và vô minh che lấp. Nhưng chính nhờ kiến thức uyên bác đó về sau giúp Ngài chứng ngộ được con đường giải thoát. Và ngày nay hầu hết các kinh tạng mà chúng ta có được đều do chính tôn giả tụng thuật lại. Như thế, Ngài đã đem đa văn của mình đóng góp vào việc duy trì và phát huy nền văn học Phật giáo từ mấy ngàn năm nay và còn cho bao nhiêu ngàn năm nữa. Thứ hai, tư huệ là huệ do trí suy nghĩ, tìm tòi hay quán xét về những điều đã được thu thập được bằng văn huệ. Những gì mà chúng ta nghe, thấy và học hỏi được chỉ là kiến thức vay mượn. Muốn chuyển hóa chúng để trở thành kiến thức của chính mình thì phải suy nghĩ tường tận qua nhiều giai đoạn suy tư và phán đoán. Có nghĩa là chúng ta phải phân tích, tổng hợp để tìm ra thật tướng của chân lý. Vì thế Đức Phật có dạy rằng không nên mặc nhiên chấp nhận một điều nào chỉ vì tập tục cổ truyền trao đến tay ta, hay chỉ vì điều ấy đã được ghi chép trong kinh điển nào. Cũng không chấp nhận chỉ vì người thốt ra câu nói ấy có vẻ hiển nhân, khả kính, khả ái. Này người xứ Kalama, khi nào các người tự mình suy xét đắn đo để biết rằng những điều này hợp với đạo đức, những điều này đem lại an vui hạnh phúc, chừng ấy các người hãy chấp nhận và hành động đúng theo như vậy. Nhưng không phải mọi tư duy đều đem lại trí tuệ cho con người. Vì thế Đức Phật có dạy rằng có hai loại tư duy. Trước hết là chánh tư duy, giúp cho tâm thanh tịnh và sáng suốt, và ngược lại tà tư duy, làm cho tâm ô nhiễm và lu mờ. Vậy muốn phát triển trí tuệ, trước hết chúng ta phải tránh những tà tư duy như suy nghĩ về dục lạc, suy nghĩ về oán thù và suy nghĩ về lợi mình hại người. Trái lại, chúng ta thường nên suy tư quán chiếu về ý nghĩa sâu xa của vô ngã, vô thường, khổ não và bất tịnh của tất cả các pháp hữu vi. Trường hợp của tôn giả Cù La Panthaka là một người ít học. Tuy Ngài cố gắng nhưng cho đến một bài kệ ngắn chỉ có 4 câu mà trong 4 tháng vẫn chưa thuộc. Vị sư huynh của Ngài thấy vậy khuyên Ngài nên hoàn tục, nhưng Ngài quá quyến luyến đời sống đạo hạnh nên không nỡ từ bỏ. Đức Phật thấy đạo tâm của Ngài quá dõng mãnh nên đến đưa cho Ngài một chiếc khăn tay màu trắng và dạy mỗi sáng phải cầm khăn tay đưa ra trước mặt trời. Ngài làm y như lời của Phật dạy, nên chẳng bao lâu chiếc khăn bị bụi và mồ hôi bám vào trở nên dơ bẩn và ố màu. Thấy sự kiện đó, Ngài suy gẫm về tánh vô thường của đời sống, trực nhận được chân lý và chứng quả A-la-hán. Vậy trí tuệ phát sinh do suy xét chân tướng của vạn hữu thì được gọi là tư huệ. Thứ ba, tu huệ là do tu hành thể nghiệm và thể nhập chân lý để chứng được chân lý mà giác ngộ. Tham thiền là một phương pháp rèn luyện trí tuệ được Đức Phật khen ngợi và khích lệ hạng đệ tử ứng dụng để thấu triệt chân lý
và chứng ngộ Niết Bàn. Phương pháp tu thiền định giúp con người dập tắt vô minh và ái dục. Vì thế, nó còn được gọi là định năng sinh huệ, ví như một ly nước đục được giữ yên. Khi bao nhiêu cặn bã đã lắng đọng, thì nước sẽ trở nên trong suốt. Con người cũng thế, nếu chúng ta giữ được an trú trong thiền định, tâm sẽ trở nên trong sạch, sáng suốt, và nhờ đó trí tuệ phát sinh. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng, dầu thông suốt kinh luật mà không hành trì cũng chỉ như kẻ mục đồng đếm bò cho kẻ khác, người đó không hưởng được hương vị giải thoát. Trái lại, dù thuộc ít kinh luật nhưng cố gắng hành trì, từ bỏ tham sân si, hiểu biết chân chính, tâm tự tại, không vọng chấp, người ấy ắt hưởng được hương vị giải thoát. Ngày xưa có hai vị tỳ kheo cùng xuất gia theo Phật. Một vị tuy học rộng hiểu nhiều, lầu thông kinh pháp nhưng chưa đắc đạo. Còn vị kia tuy học ít nhưng chuyên cần tu niệm, nên không bao lâu chứng quả A-la-hán. Khi bàn luận Phật pháp với Đức Phật, vị phàm tăng nêu lên nhiều vấn nạn khúc mắc để phô trương tài bác học của mình. Nhưng khi Đức Phật hỏi về sự thực chứng đạo giải thoát, thì vị A-la-hán trả lời thông suốt, vì do kinh nghiệm bản thân của mình. Trái lại, vị phàm tăng không có cách nào trả lời được, vì tự mình chưa chứng ngộ. Cũng như chúng ta thích một loại trà rất nổi tiếng và học cách pha trà này, nhưng chừng nào chúng ta chưa tự mình pha lấy và uống qua một lần thì cũng không thưởng thức được hương vị của món trà quý này. Nếu chúng ta chỉ nhìn từ bên ngoài cửa kiếng, làm sao biết được hương vị đậm đà của ly cà phê mà một người đang thưởng thức bên trong? Nói tóm lại, văn, tư, tu rất tương quan mật thiết với nhau. Không thể bỏ qua một thứ nào mà thành tựu được. Cho nên Đức Phật có dạy rằng, văn huệ, tư huệ, tu huệ, ba môn khuyết một không được. Nếu nghe mà không suy nghĩ thì như làm ruộng mà không gieo mạ. Nếu suy nghĩ mà không tu thì như làm ruộng mà không tắt nước. Làm cỏ thì không có lúa. Ba huệ được đầy đủ thì chứng quả tam thừa. Vì tầm quan trọng của trí tuệ trong vai trò đưa con người giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi và thể nhập chân lý, nên chúng ta phải luôn luôn cố gắng rèn luyện trí tuệ của mình bằng cả ba phương pháp văn, tư và tu. Trí tuệ và tam vô lậu học. Thứ nhất, giới. Giới không phải là những điều răn mà một vị giáo chủ đặt ra để buộc tín đồ tuân phục theo mình, mà giới trong Phật giáo có nghĩa là dẹp bỏ những thói quen bất thiện đã tập nhiễm từ lâu và ngăn ngừa các điều ác có thể gây ra về sau. Thêm nữa, giới cũng có nghĩa là phát triển những điều lành đã sẵn có và cố gắng tạo thêm các điều lành chưa từng làm. Vì thế, giới là điều kiện tiên quyết để giữ cho tâm không vọng động. Cho nên trong kinh có câu, giới năng sinh định. Thứ hai, định. Khi giới đã được thực hành đứng đắn thì tâm tương đối bớt xao động, và nếu được giữ trên một đối tượng thiền định thì tâm sẽ được an tịnh và thoát khỏi dục vọng để trở nên trong sáng. Một khi được an trú trong thiền định, tâm sẽ được nhu thuần, minh mẫn, kiên cố và dũng mãnh. Đây là những điều kiện căn bản để trí tuệ có thể phát sinh, và vì thế kinh lại dạy rằng định năng sinh huệ. Thứ ba, tuệ. Khi tâm đã được an tịnh, sáng suốt và giác tỉnh nhờ thiền định, bây giờ trí tuệ sẽ phát sinh, và nhờ đó chúng ta có thể nhận chân được thực tướng của vạn hữu. Giới, định, tuệ tương quan mật thiết với nhau, bởi vì do trì giới mà thân tâm không loạn động, do thân tâm không loạn động mà tâm trí được định. Khi tâm trí đã định thì trí tuệ phát sinh. Ngược lại, nếu trí tuệ phát chiếu thì tâm dễ định, mà tâm đã định thì trí tuệ dễ phát sinh. Khi có trí tuệ, tức là có thể nhận ra được cái tự tánh thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, xưa kia chư Phật và chư Tổ đã chứng đắc. Mà kiến tánh chính là sự phối hợp tự nhiên giữa định và tuệ.
Định là sức mạnh và tuệ là chất xúc tác để mở con mắt tâm. Nếu thiếu trí tuệ, con người chỉ có thể kinh nghiệm được những cái gì hời hợt, nông cạn chợt đến, chợt đi trong chốc lát, và sau cùng chỉ là những kỷ niệm rời rạc chẳng giúp ích gì, mà còn là những chướng ngại nếu con người cứ mãi bám víu vào đó. Ngày xưa có vị thiền sư rất tinh tấn tu hành. Vì thấy vị này đạo cao đức trọng, nên có một Phật tử tự nguyện cất cho thầy một cái am để tu. Vị Phật tử này là một bà già sống với một đứa cháu gái, cách cái am không xa. Hàng ngày bà sai đứa cháu gái đem cơm nước dâng cúng đều đặn. Ngày qua tháng lại mà vị thiền sư đã tu tại am này trên 3 năm rồi. Muốn biết sự tiến tu của vị thiền sư như thế nào, cho nên một ngày nọ, bà già dặn đứa cháu gái ở tuổi trăng tròn rằng: "Cháu đem cơm vô cho thầy để mâm cơm xuống, rồi cháu ôm cứng lấy ông ta và hỏi ngài cảm thấy thế nào." Nghe trả lời xong, cháu về thuật lại cho bà nghe. Đứa cháu gái vâng lời làm y như thế, thì vị thiền sư trả lời bằng hai câu thơ: "Khô mộc ỷ hàn nham, tam xuân vô noãn khí." Dịch là: cây khô tựa trên núi lạnh, ba mùa xuân qua rồi mà không có chút hơi ấm. Khi đứa cháu về thuật lại hai câu thơ trên, thì bà già nổi giận, bèn đuổi vị thiền sư, đốt luôn cái am và phàn nàn rằng: "Uổng công ta nuôi ông thầy phàm phu." Đối với hành động đạo đức và công phu tu tập của vị thiền sư, chúng ta chắc chắn sẽ nghiêng mình kính phục. Nhưng tại sao bà già lại tức giận đốt am? Vị thiền sư nói: "Bây giờ ông cũng như là cây khô trên núi lạnh, dầu trải qua ba mùa xuân rồi mà không có một chút hơi ấm, có nghĩa là không có việc gì có thể làm cho ông ta khởi động niệm được. Thế thì nhờ tinh tấn tu hành mà vị thiền sư này đã đoạn trừ tất cả phiền não, tâm hằng vắng lặng, chẳng khác chi một cây khô. Nhưng vô tâm duy cách nhất trùng quan, tức là mặc dầu tu tới chỗ vô tâm, có nghĩa là dứt hết phiền não, nhưng vẫn còn cách một lớp rào nữa, chứ chưa phải là viên mãn. Tu hành như thế mà còn bị bà già chê, tại sao? Trong tam vô lậu học, tức là giới định tuệ, thì trí tuệ bát nhã mới là cứu cánh của người tu hành. Vì nếu không phát sinh được trí tuệ, thì người tu vẫn còn lênh đênh trên mặt nước, chứ chưa đến được bờ bên kia, tức là bờ giác ngộ. Vì tâm không khởi động niệm, có nghĩa là tuy có định lực cao nhưng vẫn thiếu chất xúc tác là trí tuệ để khai thị con mắt tâm. Con mắt tâm không mở thì suốt đời vẫn không thấy được tánh giác thanh tịnh sáng suốt triệt để của mình. Nhờ bà già đốt am mà vị thiền sư kia mới thấy được chỗ mắc kẹt của mình là dậm chân tại chỗ ở định mà quên đi cứu cánh là tuệ. Vì thế, trí tuệ chính là cứu cánh của người tu Phật, cho nên trước khi nhập diệt, Đức Phật đã tha thiết khuyên các đệ tử của Ngài phải trau dồi trí tuệ. Trong Kinh Di Giáo, Phật có dạy rằng trí tuệ là chiếc thuyền kiên cố đưa con người thoát khỏi biển già, đau, chết. Chính nó là ngọn đèn lớn, chói sáng vô minh, hắc ám, là liều thuốc hay chữa hết thảy bệnh tật, là chiếc búa sắt chặt gãy cây phiền não. Vậy các ngươi phải lấy sự nghe, sự suy nghĩ, sự tu tập mà tăng ích cho trí tuệ của mình. Tóm lại, tu theo lục độ ba la mật giúp cho con người phát nguyện theo con đường thiện xảo và tu hành tinh tấn của Bồ Tát để đánh tan những tham cầu, ngã mạn. Khi lấy chúng sinh làm trọng tâm của mọi hành động để đánh đổ cái ta của tự ngã, làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh và chứng ngộ được chân lý. Thật vậy, đạo Phật là đạo từ bi và giác ngộ. Từ bi thì thuộc về phước và giác ngộ thì thuộc về huệ. Vì thế, phước huệ song tu mới thành ngôi chánh giác. Do đó, trong sáu pháp ba la mật thì bố thí và nhẫn nhục thuộc về tu phước, thiền định và trí tuệ thuộc về tu huệ, còn trì giới và tinh tấn là hai chất liệu có công năng kiểm soát và đốc thúc cho việc tu phước và huệ được thành tựu viên mãn. Vậy lục độ ba la mật là chiếc thuyền bát nhã đưa chúng sinh từ bờ mê đến bến giác,
Chúng ta thực hành lục độ ba la mật là để tăng trưởng và nuôi dưỡng tâm từ bi hỷ xả, và đoạn trừ tâm tham sân si, làm trí tuệ được phát triển để giải thoát ra khỏi sinh tử, khổ đau và thể nhập tánh không của bát nhã. Chữ trí trong câu vô trí chỉ phần thứ sáu là trí tuệ trong lục độ ba la mật. Vì trí tuệ là bước cuối cùng trong pháp lục độ, do đó khi nói vô trí tức là nói vô lục độ, tức là không có lục độ. Tu theo lục độ ba la mật sẽ giúp cho chúng sinh khai mang trí tuệ để chứng đắc sự sáng suốt của chư Bồ Tát và cuối cùng đạt đến quả vị đẳng giác của chư Phật. Như thế, chữ đắc trong câu vô đắc tức là vô Phật quả khả đắc, có nghĩa là không có cái quả Phật mà đạt được. Vậy ở đây một lần nữa, Đức Phật lại đã phá những gì Phật đã dạy. Chúng ta thấy tứ diệu đế đến thập nhị nhân duyên và sau cùng là lục độ ba la mật, Đức Phật đã phủ nhận tất cả. Mà hễ phá những suốt thế gian pháp này, tức là phá luôn những kết quả mà chính Đức Phật đã hứa với đệ tử của Ngài từ hàng thanh văn đến hàng duyên giác cho đến bậc cao hơn là Bồ Tát. Tại sao lại có sự trái ngược như vậy? Trên đời này lại có chuyện chống đánh xuôi mà kèn thổi ngược như vậy sao? Vì là phàm nhân cho nên con người lúc nào cũng cho thân tâm, tức là ngũ uẩn, là thật có. Mà nếu ngũ uẩn là thật có thì dĩ nhiên trong ta phải có cái ta. Ta có cái ta của ta, còn vạn vật có cái ta của vạn vật. Vì theo luật tương đối là hễ có chủ là phải có khách. Như thế thì có cái ta là chấp có ngã, tức là ngã chấp. Có vạn vật là chấp có pháp, tức là pháp chấp. Nay tâm kinh đã chỉ cho thấy ngã và pháp đều không, thì dĩ nhiên chúng ta không còn chấp ngã, chấp pháp nữa. Nếu bỏ được hai cái chấp này là chúng ta có thể bỏ được con đường thế tục với tất cả những sai lầm bấy lâu nay. Thế nhưng nếu chúng sinh không mê chấp việc đời thì Đức Phật lo ngại chúng sinh sẽ lại mê chấp việc đạo, vì tin tưởng rằng những gì Phật dạy trong ba tầng giáo pháp là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục độ ba la mật là thật có. Chẳng hạn như khi nghe nói khổ thì tưởng khổ là cái gì thật có, hay nghe nói vô minh thì nghĩ rằng vô minh là cái gì cũng thật có. Ngay cả khi nghe nói trí tuệ phải tu, Phật quả phải đạt, rồi cứ tưởng trí tuệ và Phật quả là những cái gì thật có. Vì lo ngại như thế cho nên Đức Phật phá luôn những cái chấp của người tu hành, tức là cái chấp về suốt thế gian pháp. Thói thường khi đã nghĩ khổ là thật có thì chúng ta lại lầm tưởng luôn sự diệt khổ là thật có. Nếu lầm tưởng vô minh là thật có thì phải lầm tưởng luôn là phải chấm dứt cái vô minh, tức là vô minh tận. Nếu lầm tưởng trí tuệ là thật có thì phải lầm tưởng luôn là có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ nắm lấy cái trí tuệ này. Còn hễ lầm tưởng Phật quả hay thành Phật là một cái gì thật có thì ắt phải lầm tưởng luôn rằng đó là một cái gì mà mình sẽ thu nhập được. Tất cả những lầm tưởng này đều là bệnh của người đang tu trên con đường suốt thế gian, tức là người tu hành mong cầu được giải thoát giác ngộ nhưng chưa đến chỗ cứu cánh tột đỉnh. Vậy chỗ cứu cánh tột đỉnh ở đâu? Khi kẻ tu hành đạt đến trình độ hành thâm bát nhã ba la mật thì trong cái thời điểm mà thấy trong thân tâm trống rỗng và vắng lặng hoàn toàn thì một ánh sáng huy hoàng bộc phát, làm cho con người thấy rằng khổ, tập, diệt, đạo chỉ là giả danh, thập nhị nhân duyên chỉ là giả danh, trí tuệ, Phật quả chỉ là giả danh. Tại sao? Bởi vì tất cả những pháp ấy đều là danh từ, không có gì là thật. Và những ý niệm do những danh từ ấy tạo ra trong tâm của chúng ta cũng đều là ngụy tạo, là giả dối, do đối đãi mà tạo ra. Muốn thấu hiểu tường tận, chúng ta hãy phân tích từng giáo pháp một để tìm xem giả dối ở chỗ nào. Thứ nhất, tứ diệu đế. Trong cuộc đời, phải chăng chúng ta cho có thân là có khổ? Vì thế, Đức Phật mới đối lại là chỉ cho phương cách diệt khổ, tức là chân lý tứ diệu đế.
Bây giờ, nếu con người sống với chân tánh, tức là chân không, mà không sống với thân, thì dầu chúng ta có thân, mà thân vẫn không với chúng ta. Vì thế, cái khổ do thân cảm thọ cũng tiêu mất. Do đó, nếu bệnh đã không có, thì đâu cần phải có thuốc. Vậy khổ là cái gì? Nó có thật thể hay là giả dối? Trong thế gian này, bất cứ cái gì mà không xứng ý, vừa lòng, không thích với thân này, có nghĩa là đi ngược lại với sở thích của ngũ uẩn, thì chúng ta gọi là khổ, chứ cái khổ thật không có. Chẳng hạn, nếu cho rằng cay đắng là khổ, thì tại sao có người thích ăn ớt và uống rượu? Còn nếu nói rằng danh lợi đem hạnh phúc đến cho con người và làm cho con người thêm sung sướng, thì tại sao có người ngậm danh lợi như ngậm bồ hòn? Như thế thì cái khổ là cái gì cảm nhận? Do lòng say đắm, tối tăm hay do cái vọng tưởng mê hoặc của con người mà vật chất là tướng? Cái khổ này không thật có, và nhất là không có, tức là vô trong lòng người đã tỉnh ngộ và trong những tâm hồn trong sạch sáng suốt triệt để, tức là trong chân không. Vậy đứng về phương diện chân không, tuyệt đối mà nhìn thì rõ ràng là không có khổ. Mà nếu không có khổ thì không có nguyên nhân của sự khổ, tức là tập, cũng không có phương pháp diệt khổ, tức là đạo, và cuối cùng cũng không có cái khổ bị diệt, tức là diệt. Vì thế, tâm kinh mới nói, thị cố không chung, vô khổ, tập, diệt, đạo là như vậy. Thứ hai, thập nhị nhân duyên. Như trên đã nói, nếu không có cái khổ thì cái chấp tứ diệu đế đã bị phá. Vậy bây giờ tới pháp thập nhị nhân duyên, thì cái gì là không thật có? Dựa theo thuyết 12 nhân duyên, thì từ vô minh mà có hành, từ hành mà có thức, sau cùng từ sanh mà có lão tử. Như thế, động lực đưa đến cái giả chết chính là vô minh. 12 nhân duyên là 12 vòng xích, không có điểm bắt đầu mà cũng không có điểm cuối. Vì thế, nếu có thể phá vỡ một vòng xích thì tất cả vòng xích này sẽ phải vỡ theo. Nhưng thế nào là vô minh? Vô minh chỉ là một giả danh để diễn tả sự mê mờ không sáng suốt do không thấu hiểu chân lý, chân tướng, để cho ngũ uẩn che đậy và bị tham sân si phiền não làm chướng ngại nặng nề, gây ra sự lầm lẫn và có cái nhìn sai lạc về bản chất của vạn hữu. Như thế thì không có cái gì là chân thật vô minh, mà chỉ có những trạng thái mê mờ của tâm hồn, của trí tuệ mà thôi. Nếu vô minh đã không thật có, thì làm gì cần có cái việc làm cho vô minh tiêu mất, tức là làm cho hết vô minh hay là vô minh tận. Nhưng vô minh, một vòng xích lớn trong chuỗi xích thập nhị nhân duyên, đã không thật có, thì những vòng xích nối tiếp là hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử cũng không thật có. Vì thế thập nhị nhân duyên là không thật có, thì dĩ nhiên không có cái việc gọi là làm cho hết hành, hết thức và hết lão tử, tức là lão tử tận vậy. Nói tóm lại, Đức Phật đã dùng pháp thập nhị nhân duyên và pháp tứ diệu đế để giúp cho chúng sinh chỉ dứt bệnh mê lầm, lấy giả làm thật bấy lâu nay. Trong 20 năm đầu kể từ khi Đức Phật thành đạo, Ngài chưa hề nói kinh Bát Nhã, cho nên chưa có đệ tử nào thâm hiểu ý nghĩa cao siêu của tuệ giác Bát Nhã cả. Cũng vì chúng sinh chưa có Bát Nhã, tức là chưa sáng mắt, cho nên còn thấy có vui buồn, sướng khổ và sanh tử. Đức Phật đã nương theo nguyên tắc của pháp hữu vi mà dạy rằng nguyên nhân căn bản của dòng sông khổ đau, sanh già bệnh chết là vô minh. Con người có sáng suốt để làm cạn nguồn vô minh này thì dòng sông khổ đau kia mới chấm dứt, mới tận. Nhưng làm thế nào để tát cạn nguồn vô minh kia? Muốn không còn phiền não khổ đau thì phải chấm dứt vô minh. Mà muốn dứt vô minh thì nên khước từ say đắm. Vì thế, nếu chúng sinh không còn say đắm, sẽ trở thành người sáng suốt. Và một khi đã trở thành người sáng suốt là họ sẽ hết vô minh. Chẳng hạn như tắt đèn thì gọi là tối, còn đèn thì sáng. Nhưng sự thật không có cái tối và cái sáng, mà chỉ có hai quang cảnh trái ngược nhau mà thôi.
Vô minh cũng thế, không có cái vô minh thật sự thì cũng không có cái sáng suốt thật sự mà chúng ta gọi là trí tuệ. Thật vậy, nếu nói không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, tức là người tu hành sau khi dựa vào cái sáng suốt, quán tự tại và so thấy được cái tánh không của ngũ uẩn, tức thì ánh sáng thiêng liêng nơi mình không còn bị chướng ngại che lấp, nên trở thành rực rỡ mà soi sáng hoàn toàn cái thể. Lúc ấy, tất cả sáu căn, sáu trần và sáu thức đều không, tức là trong thì không và ngoài cũng không. Như thế, vô minh vọng niệm làm sao mà có được? Do đó, nếu trong đã không thì dĩ nhiên không có vô minh. Nếu vô minh đã không có thì cần gì phải nói đến cái hết vô minh? Thứ ba, lục độ ba la mật. Vậy cái trí tuệ mà chúng sinh cố gắng tu theo pháp lục độ ba la mật để đạt đến cứu cánh sau cùng này cũng chỉ là một giả danh. Vì thế, không có cái gì thật là trí tuệ cả. Cùng một lý luận thì cái được tức là đắc, để thành Phật tức là Phật quả, là một giả danh khác. Vì lý do là nếu chấp có chúng sinh mê muội đau khổ, nên phải có cái chấp đối lại là có Phật sáng suốt an vui. Khi chúng ta thực hành lục độ ba la mật mà còn thấy trên có Phật đạo để thành tức là đắc, và dưới có chúng sinh nên độ, thì chúng ta còn cái tâm chấp có. Như vậy là chúng ta còn sống trong sự chi phối của cái thức, tức là trong vòng tương đối. Bây giờ khi sống trong chân không thực tướng, tuy con người vẫn thực hành pháp lục độ ba la mật, nhưng không nên chấp một pháp nào hết. Nói cách khác là nếu không chấp cái tướng lục độ, tức là vô trí, thì cái tâm không đắc quả, tức là vô đắc cũng không còn. Như thế mới thật là hết sức từ bỏ, hết sức buông xả và hết sức tỉnh ngộ. Như thế thì đoạn kinh từ vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệt, vô đắc. Có nghĩa là trong chân không, trong sự thật, trong tuyệt đối, không có những cái gọi là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, lục độ ba la mật, cũng không có trí tuệ phải tu, Phật quả phải chứng. Tất cả những pháp này là những giả danh, là những ảo tưởng, dùng để đối trị với những ảo tưởng nghịch lại. Chẳng hạn như nếu bị đạp gai thì lấy gai mà lệ. Nói cách khác là nếu con người còn sống trong vòng mê muội của thế gian thì tất cả những pháp này rất cần cho họ, chẳng khác nào như người đang lặn hụp dưới nước thì cần phải có phao hay có thuyền để sống. Nhưng ở đây tâm kinh đưa chúng ta sang một thế giới khác. Đây là thế giới của chân không, của thực tướng, của tuyệt đối, mà trong ấy không có gì cả. Vì thế mà có những bậc đã thấy được chân tướng thì họ sống trong cái thể mà không thấy tướng. Họ không còn nói đến kinh sách mà cũng không còn biện luận bàn cãi gì nữa, tức là bất lập văn tự, tuyệt ngữ ngôn. Đối với họ thì như người đã lên bờ. Vì thế họ không còn nói đến phao hay thuyền, vì đối với họ thuyền hay phao bây giờ không còn cần thiết nữa. Kết quả của sự phá chấp pháp. Bây giờ hãy phân tích đoạn kinh sau đây. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đọa y bát nhã, ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Được dịch là vì không có chỗ chứng đắc, nên các vị Bồ Tát dựa vào sự sáng suốt triệt để ở nội tâm, lòng thanh thang không còn bị điều gì ngăn ngại. Bởi lòng không có điều ngăn ngại, cho nên không có sợ hãi xa lìa các sự xáo trộn và mơ mộng, rốt cuộc đến niết bàn. Đoạn kinh trên gồm hai phần liên kết với nhau, tức là phần đầu làm nhân cho phần sau là quả. Thứ nhất, phần đầu, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đọa y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại. Tức là vì không có chỗ chứng đắc, nên các vị Bồ Tát dựa vào sự sáng suốt triệt để ở nội tâm, lòng thanh thang không còn bị điều gì ngăn ngại. Quái ngại
là trở ngại, ngăn ngại. Tâm không còn ngăn ngại là tâm không còn phân biệt kẻ oán người thân, không còn bị cái tướng bề ngoài của vạn vật làm lầm lẫn, và không còn bị cái cảnh tam giới tứ sanh lục đạo là cảnh chiêm bao làm lung lạc. Tâm của con người cũng ví như nước ở trong sông, và thể của vũ trụ có thể ví như nước ở ngoài biển cả. Đáng lý ra, nước trong sông phải dễ dàng hòa hợp với nước ngoài biển vì cùng là thể nước, nhưng vì tâm nước sông của con người bị cái đê ngũ uẩn ngăn ngại, chia cách với cái thể nước biển, cho nên nước sông phải chịu một đời sống tù hãm, nhỏ hẹp, đầy dơ bẩn và không được tự do tự tại, to lớn và trong sạch như đời sống của nước biển. Vì thế, người có tâm vô sở đắc là người đã thực sự trở về với đời sống của nước biển, để biết mình là biển rộng bao la, chứ không phải là con sông nhỏ hẹp này. Chính biết không có chỗ chứng đắc này mà giúp cho con người phá tan cái đê ngũ uẩn đã chia cách ngăn ngại, làm cho họ lầm tưởng rằng tướng là thật có. Họ không rè, đó chỉ là cảnh chiêm bao, giả dối, biến hiện mà thôi. Tệ hại hơn nữa, họ còn cho tướng là mình, và từ tướng của ta mà thấy tướng của tất cả các loài chúng sinh khác. Vì có tướng của ta và của các loài chúng sinh, nên trong tâm của họ có sự chia cách, ngăn ngại càng lúc càng phức tạp hơn. Một sự chia cách ngăn ngại quan trọng nhất là họ thấy mình là chúng sinh bất tịnh, trong khi Phật thì hoàn toàn thanh tịnh. Vì lầm tưởng như thế, cho nên họ mong cầu được chứng đắc thành Phật, nhưng họ không ngờ chúng sinh bản nguyên là Phật. Phật là thể, là cái gì chân thật ở trong ta, cũng là con người chân thật. Cái chân thật ở con người và vạn vật đều giống nhau, không sai, không khác. Nếu dùng trí tuệ bát nhã để biết được cái chân thật của ta và của vạn vật, để sống đúng với cái biết ấy, thì con người đang sống với cái thể, chứ không sống cho cái tướng. Như vậy, họ sống với một tấm lòng không còn chia rẽ, tức là sống trong chân lý tuyệt đối. Thì đây chính là tâm vô quái ngại. Thứ hai, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tức là bởi lòng không có điều ngăn ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa các sự xáo trộn và mơ màng, rốt cuộc đến niết bàn. Trước khi giải thích ý nghĩa của kinh trong phần này, chúng ta cần phải thấu hiểu những chữ sau đây. Khủng bố có nghĩa là sợ hãi. Vậy sợ hãi cái gì? Và ai là kẻ sợ hãi? Phàm phu thì sợ chết vì mê chấp xác thân là thật có, là của mình, nên sợ xác tan là mình mất. Hàng thanh văn thì sợ cái phiền não khổ đau, vì họ chấp cái khổ là thật có, nên tất cả tam giới lục đạo và sanh lão bệnh tử là có thật. Hàng duyên giác thì cũng sợ khó đoạn phiền não, dứt vô minh, vì họ mê chấp cho rằng thập nhị nhân duyên là thật có, như bánh xe lăn. Hàng mới phát tâm Bồ Tát thì sợ không thành Phật, vì còn chấp chúng sinh là riêng, Phật là riêng, mà chúng sinh thì đông vô số kể, thì làm sao độ cho hết để thành Phật. Tóm lại, từ phàm phu cho đến Bồ Tát đều có chỗ lo sợ, cũng bởi vì họ không thấy tất cả vạn vật ở ngay trong cái thể, tức là chân không, mà chỉ thấy ở cái tướng, tức là giả có mà ra. Viễn ly là xa lìa. Nếu đã là không, thì còn gì phải xa lìa. Vậy một khi con người đừng để cho mộng cảnh, phiền não làm lung lạc, thì chúng ta thật sự đã viễn ly. Điên đảo là đảo lộn giá trị của sự vật. Chẳng hạn như trong chỗ ô uế lại cho là trong sạch, trong cái khổ lại thấy cái vui, trong cái không thường còn lại thấy thường còn, và trong vô ngã lại thấy có ngã. Thật vậy, con người sống trên thế gian này thường lấy khổ làm sướng, lấy dơ làm sạch, lấy vô ngã làm ngã, làm cho giá trị của sự vật bị đảo lộn, sai lầm. Vì con người nghĩ sai, thấy sai và lấy giả làm thật, cho nên họ càng xa lần với cái sáng suốt. Họ nhận lầm cái biết là mình, nên không thấy rõ căn tánh, nên suốt cuộc đời sống trong điên đảo. Mộng tưởng, mộng là chiêm bao, là những cảnh thấy trong giấc ngủ.
tưởng là ngầm nhớ hay là ngầm thấy hình tượng. Do đó, mộng tưởng theo ý của kinh là ám chỉ cảnh thế gian là cảnh hư phổ, ảo vọng, chẳng khác cảnh chúng ta thấy trong giấc chiêm bao. Niết bàn có nghĩa là viên tịch, dập tắt tất cả mọi phiền não, mê hoặc để được hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn tự tại và hoàn toàn giải thoát. Dựa theo những định nghĩa nêu trên thì phần 2 có thể được giải thích như sau. Vì không còn bị ngăn ngại nên hết lo sợ, không còn đảo lộn giá trị sự vật, không còn mê chấp như người nằm mộng, cho nên rốt cuộc đến chỗ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn sáng suốt và hoàn toàn tự tại thiêng liêng. Như thế thì dựa theo phần này của tâm kinh cho thấy rằng khi người tu hành nhờ cái sáng suốt triệt để, cho nên có thể soi thấy trước sau đều là trống rỗng và vắng lặng. Chính cái sáng suốt này giúp cho họ nhận thấy trong thế gian này không có một vật gì là thật có cả, cũng như người vừa chợt tỉnh giấc chiêm bao. Thật vậy, tất cả sự vật trong giấc chiêm bao không bao giờ con người có thể nắm bắt lấy được. Cuộc đời này cũng thế, tất cả sự vật đều là giả có, cho nên cảnh giới đều là do tâm mình điên đảo, mơ hồ mà tạo ra. Khi biết như vậy thì tâm con người chắc chắn sẽ an, vì nó không còn theo đuổi những ý nghĩ hay mong muốn ngông cuồng để thỏa mãn những cái không thật có. Đây chính là viễn ly, tức là xa lìa mọi căn nghiệp, từ mê lầm vọng kiến để đưa con người trở về sống trong chân không, luôn luôn thường còn và vắng lặng của Niết Bàn. Vậy Niết Bàn không phải là một cảnh giới như nhiều người lầm tưởng, mà chỉ là một danh từ để chỉ cho người được hoàn toàn giải thoát mọi sự ràng buộc của thế tình, hoàn toàn sáng suốt và không còn bị tí mê lầm. Người đó biết mình là thiêng liêng và sống trong thiêng liêng, vì thế họ không nhận lầm mình là vật chất và sống trong vật chất. Một khi con người đã trừ bỏ được những vọng tưởng chấp trước và dập tắt tất cả mọi dục vọng của tham sân si để đạt đến cảnh tịch diệt, tức là vắng lặng và an lành, thì được gọi là chứng đắc Niết Bàn. Như thế, Niết Bàn là liễu nhân chứ không phải là tác nhân. Mà đã là liễu nhân thì Niết Bàn rõ ràng không phải là một cái gì thật có mà con người cần phải cố thu nhập cho được. Nói cách khác, Niết Bàn không phải là kết quả của những nỗ lực tích cực mà chỉ là của những cố gắng tiêu cực mà thôi. Nhưng thế nào là nỗ lực tích cực? Trong cuộc sống, nếu chúng ta muốn làm giàu thì phải ra công gắng sức làm việc cực khổ hàng ngày, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ có nhiều tiền. Vậy mỗi nỗ lực hàng ngày là một nỗ lực tích cực, bởi vì nếu không làm thì không có nhiều tiền, mà không tiền thì không giàu. Còn trong Phật Pháp thì ngược lại, có nghĩa là chúng sinh đừng làm thì được như ý, nhưng đừng làm cái gì. Đừng lấy ngũ uẩn làm thật có, đừng lấy vạn vật vũ trụ làm thật có, đừng để tâm của mình bị ngăn che, đừng lo sợ ảo huyền, đừng sống trong mơ mộng, đừng suy nghĩ tưởng tượng sai quấy, đừng đảo lộn giá trị của sự vật như lấy khổ làm vui, lấy dơ làm sạch. Không làm không có nghĩa là không làm gì hết, mà chỉ nỗ lực một cách tiêu cực mà thôi. Vì Niết Bàn là sự tịch diệt, cho nên con người chỉ cần tránh xa những thứ trên thì sẽ chứng được ba đức của Niết Bàn, đó là giải thoát, bát nhã và pháp thân. Chính ba đức của Niết Bàn đã đưa con người đến chỗ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn sáng suốt và hoàn toàn tự tại thiêng liêng. Nếu sống trong thế gian này mà con người không thể chứng đắc được Niết Bàn để tâm hoàn toàn được an tịnh thì khi chết sẽ không bao giờ có thể đạt được Niết Bàn cả. Ngày xưa chính Đức Phật cũng phải viễn ly, xa lìa cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh thì mới thấy được cái bản thể thanh tịnh và tâm mới thường trụ Niết Bàn. Bát nhã là điều kiện tối yếu để thành Phật. Tâm kinh dạy tiếp rằng tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la, tam miệu, tam bồ đề. Dịch là chư Phật ba đời nhờ dựa vào bát nhã ba la mật, tức là sự sáng suốt triệt để nên được sự giác ngộ chân chính vô thượng.
Tam thế chư Phật là chư Phật trong ba đời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. A Nậu Đa La, Tam Miểu Tam Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là sự giác ngộ chân chính và cao tột hơn hết. Chữ Phạn là Anuttara Sammyak Sambodhi. Vậy câu kinh này có nghĩa là trong quá khứ cũng như trong hiện tại và ngay cả trong tương lai, tất cả chư Phật mà được thành Phật, tức là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đều nhờ vào cái sáng suốt triệt để ở nội tâm, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như thế, Bát Nhã chính là điều kiện cần yếu cho sự thành Phật, tức là bước cuối cùng của con đường giải thoát. Vì thế, trong kinh Đại Bát Nhã có câu: Này Kiều Thi Ca, ta nay đã thành Phật mà còn tuân theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, ẩn náu và đứng vững nơi đấy. Hà huống những kẻ muốn cầu vô thượng Bồ Đề mà không hết lòng quay về và nương tựa vào đó để tinh tấn tu học. Tại sao vậy? Vì nếu là người tu học theo hạnh thanh văn thì sẽ nhờ đó mà được quả A-la-hán. Nếu là người tu học theo hạnh độc giác thì sẽ nhờ đó mà được Bồ Đề độc giác. Nếu là người tu học theo hạnh đại thừa thì sẽ nhờ đó mà được A-nậu Đa-la Tam Miểu Tam Bồ Đề. Nhưng dựa theo bộ luận Đại Trí Độ thì A-nậu Đa-la Tam Muội Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là Bát Nhã. Tại sao? Bởi vì nếu muốn được giác ngộ hoàn toàn tới chỗ tột cùng thì người đó phải có một tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh. Nhờ sự thanh tịnh này, họ sẽ trở thành sáng suốt triệt để. Vì thế, nếu đứng về phương diện sáng suốt thì nói Bát Nhã, còn đứng về phương diện tỉnh thức thì nói vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy hai phương diện mà của một nội tâm hoàn toàn thanh tịnh. Tầm quan trọng của Bát Nhã. Bây giờ tâm kinh dạy rằng: Cố chi Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thực bất hư. Có nghĩa là: Vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú có thần hiệu lớn, là chú cao cả hơn tất cả các chú khác. Chú ấy có công năng trừ tất cả sự khổ. Đây là sự thật, không chút dối trá. Chú có nghĩa là chân ngôn, Phạn ngữ Dharani, tức là Đà La Ni. Kinh điển Phật giáo thường có hai phần. Phần nói ra được ý nghĩa của kinh thì gọi là hiển thuyết. Phần chân ngôn, tức là phần mật thuyết thì không phiên dịch mà để y chữ Phạn thì gọi là chú. Vậy phần chót trong tâm kinh với câu yết đế là chân ngôn hay là chú? Nhưng những chữ như đại thần chú, đại minh chú, vô đẳng chú không phải là câu chú như trong câu yết đế, mà chữ chú này chỉ dùng với một ý nghĩa để so sánh mà thôi. Vì thế, cố chi Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là có cái sáng suốt triệt để, ví như là một phép thần, tức là chú thuật có công năng dẫn dắt chúng sinh đến chỗ đạo đức an lạc. Có sự khác biệt giữa chú Bát Nhã và chú của ngoại đạo. Chú của ngoại đạo có thể đem niềm vui cho con người trong nhất thời, rồi cái buồn lại đến. Nhưng những cái vui này thường phải dùng những nghiệp bất thiện để đánh đổi, khiến cho người hưởng được về sau phải đọa vào ba đường ác. Trái lại, chú Bát Nhã chẳng những không có các nguy hiểm đó và có thể giúp cho con người trừ được tham sân si cùng mọi thứ nghiệp chướng, mà nó còn trừ khử luôn cả những cố chấp trong con đường giải thoát giác ngộ như chấp có niết bàn. Vậy câu kinh trên có ý nghĩa như sau. Thứ nhất, chí Bát Nhã có đại thần lực để phá trừ ma ngũ uẩn, vì vậy nó được xem như một đại thần chú. Thứ hai, chí Bát Nhã là ánh sáng làm tan sự mê muội chấp tướng, do đó nó như là một thứ chú có năng lực làm phát sanh ánh sáng. Thứ ba, chí Bát Nhã có thể dập tắt tất cả mọi vọng tưởng mê lầm, vì thế nó ví như là một thứ chú cao cả nhất, không có một thứ chú nào bằng. Thứ tư, chí Bát Nhã là sự bình đẳng tuyệt đối, bởi vì tất cả muôn loài muôn vật đều có bản thể giống y hệt như nhau, vì thế nó được ví như một thứ chú có thể san bằng mọi đẳng cấp.
Thêm nữa, chính Ngài Long Thọ cũng giải thích chữ Đà La Ni rằng Đà La Ni có nghĩa là năng chỉ, tức là có công năng nắm giữ lại, hoặc có nghĩa là năng già, tức là có công năng che lấp. Năng chỉ là nắm giữ tất cả những điều lành mà đã kết tập được, không để cho chúng tan mất, cũng như là một bình tốt đựng đầy nước không cho gì chảy ra ngoài. Năng già là năng che lấp không cho các rễ bất thiện sanh mầm niệm ác, và cũng ngăn ngừa không cho mầm tội ác có cơ phát tác. Vậy Ngài Long Thọ giải thích cho đoạn kinh trên rằng vì bát nhã có công năng giúp cho người tu hành nắm giữ những điều lành đã kết tập và ngăn trở những điều dữ phát sanh, thì Đà La Ni là chú to lớn nhất, cao cả nhất và có hiệu lực nhất. Thật vậy, vì bát nhã có hiệu lực đưa người tu hành đến quả vị tột cùng là thành Phật, mà thành Phật là đã trừ tất cả mọi thứ phiền não khổ đau, cho nên tâm kinh mới có câu năng trừ nhất thế khổ. Thế mà sợ có người cũng không tin lời quả quyết này, nên tâm kinh còn nhấn mạnh là chân thực bất hư, tức là đây là sự thật chân chánh, không có một chút dối trá. Tâm kinh kết thúc bằng một câu chú: cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Dịch là: bởi lẽ vừa nói, nay sướng lên câu chú bát nhã ba la mật đa. Câu chú ấy là yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Câu chú này chính là phần mật của kinh. Từ xưa tới nay, hễ là chú thì để nguyên phiên âm chữ Phạn mà đọc, không dịch ra nghĩa. Lý do là khi con người muốn giải thuyết thì lạc vào vòng ngôn ngữ, mà một khi đã lạc vào vòng ngôn ngữ thì kẹt trong trí phân biệt. Như vậy là chúng ta đánh mất cái thấy đúng với sự thật. Nhưng một số học giả Đông Tây đã tận tâm nghiên cứu trong Phạn ngữ để tìm ra một lối giải thích cho câu chú trên bằng bài kệ như sau: độ khứ, độ khứ, cứu kính độ khứ, cứu kính chúng độ khứ, giác ngộ tốc viên thành. Dịch là: đi qua, đi qua, qua đến bờ bên kia, mọi người đồng qua đến bờ bên kia, nguyện sự giác ngộ chóng trọn thành. Dựa vào bản dịch trên thì bài chú ấy không có chi là bí mật cả, mà chỉ là lời khuyến khích lớn lao để giúp tất cả chúng sinh tinh tấn tu hành và phát huy trí tuệ sáng suốt mà hoàn thành Phật đạo. Nếu mỗi chúng sinh cố gắng tu tập để cho tâm mình trở về với cái bản thể trong sạch của nó, thì sẽ được sáng suốt triệt để và giúp cho họ đến bờ bên kia là bờ giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Mọi người ai cũng có thể đến bờ bên kia, chỉ khác nhau là mau hay chậm mà thôi. Vì thế, Phật đã khẳng định là ngã dĩ thành Phật, nhữ đương thành Phật, tức là ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành là vậy. Bản dịch sau cùng. Sau phần phân tích tỉ mỉ từng câu của tâm kinh ở trên, bây giờ bộ kinh ngắn nhất của Đại Thừa Phật Giáo là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có thể được dịch lại một lần nữa để chúng ta dễ dàng cảm nhận như sau. Sau khi đi sâu vào trí tuệ bát nhã rồi, Ngài Quán Tự Tại thấy các pháp đều là không, tức là bát nhã, nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Phất dạy rằng: này Xá Lợi Phất, các pháp chẳng khác với không, tức là bát nhã, không chẳng khác các pháp. Các pháp tức là không, tức là bát nhã, không tức là các pháp. Này Xá Lợi Phất, tướng không, tức là bát nhã, là tánh của các pháp. Nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Bởi thế, cho nên trong tướng không, tức là bát nhã, không có các pháp thế gian như năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sáu căn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sáu trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu thức,
tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và trong Bát Nhã cũng không có các pháp xuất thế gian như tứ diệu đế, tức là khổ, tập, diệt, đạo, 12 nhân duyên, tức là không có vô minh và vô minh tận, không có lão tử và lão tử tận, không có trí tu chứng và đạo quả để chứng, tức là đắc. Tóm lại, trong Bát Nhã không có cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí tuệ Bát Nhã, tức là tướng không, mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và chứng được đạo quả Niết Bàn. Các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo trí tuệ Bát Nhã, tức là tướng không, mà đạt được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Vì trí tuệ Bát Nhã có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên cũng gọi là Thần Chú Bát Nhã, cũng gọi là Chú Đại Thần, Chú Đại Minh, Chú Vô Thượng và Chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói Thần Chú Bát Nhã: đi qua, đi qua, qua đến bờ bên kia, mọi người đồng qua đến bờ bên kia, nguyện sự giác ngộ chóng trọn thành. Thêm nữa, ý nghĩa của tâm kinh thật là cao siêu và thâm diệu. Vì thế, để chúng ta có một nhận định sâu sắc hơn, chúng tôi cố gắng tổng luận, ngõ hầu giúp chúng ta có thể ghi nhớ những ý nghĩa huyền diệu của tâm kinh này. Phần tổng luận của tâm kinh. Câu nói đầu tiên mà Đức Phật thốt ra sau khi Ngài vừa thành đạo là: thật kỳ diệu thay, tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng vì bị vô minh che lấp cho nên họ không nhìn ra điều ấy mà thôi. Vì sống trong vô minh nên con người mới khổ. Như thế, cái khổ là phần dành sẵn cho tất cả mọi chúng sinh, không một ai thoát khỏi. Còn sống trong thế gian là còn khổ, không làm cũng khổ, làm ít khổ ít, mà làm càng nhiều thì khổ càng to. Tiến trình tăng trưởng của con người, của xã hội bằng cố gắng này hay bằng nỗ lực kia cũng chỉ bao hàm những nỗi khổ, vì con người càng nỗ lực, càng cố gắng thì càng thêm đau khổ. Do đó, nếu đạo Phật là đạo diệt khổ thì làm thế nào để diệt được sự khổ này? Cốt tủy của tâm kinh là Đức Phật dạy cho con người nếu muốn thoát khỏi mọi hệ lụy của phiền não khổ đau thì trước hết phải tự hoán cải tự thân và tự tâm để thay đổi tất cả những quan niệm và nhận xét về ta và vạn vật chung quanh ta. Chúng ta khổ là vì không nhìn thấy đúng, từ đó mới dẫn đến nhận định sai lầm, lời nói sai lầm và hành động không chân chính. Mà muốn thấy biết đúng thì con người phải quay về để thấy biết được chân lý và chân tướng của con người và vạn vật trong thế gian và vũ trụ này. Vậy thế nào là chân lý và chân tướng? Trước hết, khi thấy tấm thân ngũ uẩn này thì chúng ta cho là thật có, và khi nhìn vạn vật chung quanh chúng ta cũng cho là thật có. Cái mà ngũ quan của con người thấy biết được để dẫn đến kết luận là thật có thì nhà Phật gọi là không, tức là giả có mà thôi. Cũng vì thấy biết sai lầm này mà con người có óc chia rẽ, lựa chọn, đố kỵ, thương ghét, và dĩ nhiên là phải tranh đấu không ngừng để tự bảo vệ cho mình và bảo vệ luôn những sở hữu, sở thích của mình. Thế thì càng lo âu bảo vệ thì họ lại càng chuốc lấy khổ đau. Cũng ví như những làn sóng nhấp nhô trên mặt biển, con người chỉ thấy được cái hình tướng bề ngoài của nước thì Phật gọi là tướng, còn cái thể của nước thì lúc nào cũng phẳng lặng, êm đềm và thanh tịnh tận dưới đáy biển, mà mắt của con người không thể nhìn thấu được thì kinh Bát Nhã gọi là không. Vậy bất cứ cái gì mà ngũ quan không nhận biết được, Đức Phật gọi là không. Nhưng cái không ấy mới thật là cái có, vì nó là cái có trường tồn, không sanh, không diệt, mới chính là nguồn ánh sáng vô cùng vô tận. Còn tất cả cái gì có hình tướng phải bị chi phối bởi luật vô thường là thành, trụ, hoại, không, bởi vì chính nó không có tự tánh, tức là vô ngã. Vì nhận thức và thực chứng được cái thể mà Quán Tự Tại Bồ Tát mới nói rằng
tất cả đều là không, với dụng ý là tất cả tuy sai khác bề ngoài nhưng bên trong vẫn là một, một ấy là không. Nhưng đừng hiểu lầm thể và tướng là hai cái khác nhau. Trong tâm kinh dạy rằng thể là tướng và tướng là thể, bởi vì từ cái thể không mới sinh ra cái tướng có, và cũng từ cái tướng có này một ngày nào đó sẽ trở lại với cái thể không. Đây là nguyên lý bất nhị của kinh Bát Nhã. Cùng một nghĩa đó, chính Đức Phật đã dạy rằng sanh tử là niết bàn hay chúng sanh là Phật. Sanh tử là tướng vì nó là sanh diệt, khổ ách, còn niết bàn là thể vì nó bất diệt và an lạc, còn Phật là chỉ cái thể ánh sáng và chúng sanh là chỉ cái tướng tối tăm. Bây giờ làm thế nào thấy được, chứng được cái thể không ấy? Việc làm đầu tiên là phải bỏ cái lối nhìn đời bằng đôi mắt thịt mà chúng ta tập nhìn đời bằng đôi mắt trí tuệ. Khi con người biết dùng tuệ nhãn của Bát Nhã thì họ sẽ chuyển cuộc sống từ mê muội này trở thành vô cùng sáng suốt. Muốn trở thành sáng suốt, chúng ta phải thực hành nghiêm túc năm hạnh của Bồ Tát giới, thực hành bố thí để phá lòng tham, trì giới để giữ trừ ô nhiễm, nhẫn nhục để chấm dứt giận hờn, tinh tấn để trừ lười biếng và thiền định để chống lại với loạn tâm. Tất cả những căn bản bất thiện như tham lam, ô nhiễm, giận hờn, biếng nhác và tâm tư bất định cũng ví như những bụi bặm làm che mờ ánh sáng trí tuệ sẵn có ở trong ta. Mà cái ánh sáng này chính là thể của ta, vì cái thể này là cái hằng có, không sanh không diệt, không dơ không sạch và không tăng không giảm. Do đó, tất cả công phu để tự hoán cải của con người đều nhắm về mục đích duy nhất là phát huy nguồn ánh sáng sẵn có ấy. Một khi con người thấy được cái ánh sáng này, họ sẽ trở thành một con người mới. Nếu ngày xưa chúng ta nghèo nhưng bây giờ giàu, thì con người mới này sẽ có được nhiều tiền lắm của. Hoặc là ngày xưa thì giàu mà không biết giữ gìn nên bây giờ trở thành nghèo đói, thì con người mới này mất tiền mất của. Còn con người mới dựa theo tâm kinh là không có thêm hoặc bớt một cái gì. Nói cách khác là họ không gì cả, tức là vô đắc. Trong cái vô đắc này, họ chỉ thấy mình không phải là sự phối hợp của cái máy vật chất và tâm lý có sanh có diệt, mà chính là thể bất diệt, là dòng sống vô cùng và là con người thật mà diện mạo từ lâu đã bị bụi trần che lấp. Thấy mình là thể chưa đủ, mà chúng ta còn phải thấy tất cả vạn vật cũng là thể. Nhưng nếu chúng ta nghĩ mình là một thể nhỏ trong cái thể lớn của vũ trụ này, thì đây là tư tưởng sai lầm. Vì hễ có thể nhỏ và thể lớn là còn kẹt trong vòng nhị nguyên, tức là còn thấy hai cái khác nhau. Chân lý của Đức Phật rất rõ ràng, tất cả là thể, có nghĩa là tất cả là một. Cũng như ánh sáng phản chiếu lóng lánh ở mỗi giọt sương là toàn ánh sáng của mặt trời, chứ không phải là của một phần. Nói cách khác, tất cả là một và một là tất cả. Đây chính là nguyên lý bất nhị của tư tưởng Đại Thừa trong kinh Duy Ma Cật. Khi con người đã nhận thấy được cái thể của chính mình, thì cuộc sống sẽ không còn quán ngại, không còn tham sống sợ chết, tức là vô hữu khủng bố, và không còn những đau khổ xưa kia, tức là viễn ly điên đảo, vọng tưởng. Khi đã thấy được cái thể, thì con người bây giờ không còn chạy theo ảo ảnh phù dung của nhân thế. Đó là tại sao mà chính Đức Phật đối với cung vàng điện ngọc Ngài cũng chẳng cần, và tiền tài danh vọng Ngài cũng xem như bọt biển mà thôi. Khi đã biết vạn hữu là giả có, tức là thật tướng, là vô tướng, thì chúng ta không mù quáng chạy theo dục vọng để cưu mang thêm phiền não khổ đau. Tất cả mọi thứ trên thế gian này chỉ là phương tiện, chỉ là chiếc bè để đưa chúng ta qua bến bờ bên kia, và con người sẽ vui một nguồn vui bất tận cho dù hoàn cảnh như thế nào. Tu hành là thực hành chân lý, tức là thấy biết cho được cái chân thật, cái thể thiêng liêng huyền diệu đó. Một khi đã tìm thấy được cái chân thật này, con người sẽ thấy tất cả những pháp như là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục độ ba la mật đều là phi lý cả. Con người bản nguyên vốn không bệnh, vốn trong sạch,
vô tướng, bất diệt, an lạc và tự tại, thì tại sao lại làm cho mình phải có bệnh, trở thành ô trược, để rồi phải uống thuốc? Vì thế, nếu không còn tự làm cho mình có bệnh, thì thuốc kia uống để làm gì? Chính Lục Tổ Huệ Năng cũng có nói rằng, nào ngờ bản tánh vốn tự đầy đủ, vốn tự thanh tịnh, vốn bất sanh, bất diệt. Tâm kinh dạy con người luôn lấy thể, chứ đừng lấy tướng, mà xem vật, tức là khuyên chúng sinh phải nhìn muôn loài ở phần trong, mà đừng nhìn ở phần ngoài. Cái khó ở đây không phải là ở chỗ nói, mà là ở chỗ hành, ở chỗ xử sự cho đúng với lời nói ấy. Sau cùng, tâm kinh đã vạch sẵn con đường cho chúng sinh biết nơi phải đến, để con người có thể tự hoán cải mà đạt đến mục đích này. Ngày nào chúng ta còn thấy tướng là còn thấy sự giả có của vạn vật, tức là còn thấy sự mê lầm điên đảo, phải tư duy quán chiếu để tâm được thanh tịnh mà thấy được cái thể chân thật huyền diệu này. Cái hay cái tuyệt của tâm kinh là phần ứng dụng thực hành để chứng được sự thâm diệu của nó. Tuy chỉ có 260 chữ, nhưng tâm kinh đã gói ghém tất cả những gì cần thiết để đưa con người trở về với tự tâm thanh tịnh và cái Phật tính sáng suốt muôn đời. Vì thế, học Bát Nhã, tức là văn tự Bát Nhã, chỉ là phần đầu, cũng giống như con thuyền. Nhưng ngồi trên thuyền mà không trèo, không bơi, thì muôn đời muôn kiếp chúng ta vẫn không bao giờ đến được bờ bên kia. Có trèo, có bơi, tức là thực hành chiếu kiến hay quán chiếu Bát Nhã thì mới tới được bờ bên kia. Bởi vì có tu học, có quán chiếu để thấy lẽ thật của kinh thì mới qua hết khổ ách và đi tới thật tướng Bát Nhã là lên bờ, tức là giải thoát giác ngộ. Nếu chúng ta chỉ đọc tụng tâm kinh mà không soi xét thì chỉ là văn tự Bát Nhã. Cứu cánh của chúng ta là lên đến bờ bên kia chứ không phải ngồi im dưới thuyền. Cho nên nếu không thực hành quán chiếu để tiến đến thật tướng Bát Nhã thì một ngày nào đó chúng ta và chiếc thuyền kia sẽ chìm sâu trong biển lục đạo luân hồi chứ không tới bờ bên kia được. Chân đế, tục đế. Giáo lý Đức Phật có thể chia làm hai phần là tục đế và chân đế. Tất cả những tư tưởng triết học giúp cho chúng sinh nhận định về con người và vũ trụ đều gói ghém trong đó cả. Tục đế là pháp hữu vi, còn chân đế tức là pháp vô vi. Thứ nhất, chân đế. Nếu đứng về phương diện chân đế mà nhận định thì không có vấn đề chứng hay không chứng, thành Phật hay không thành Phật. Vì tất cả mê ngộ vốn không, nhiễm tịnh đều bình đẳng. Chân đế là chân lý tuyệt đối và nó chính là tánh không của tục đế. Thứ hai, tục đế là chân lý thế tục hoặc thực tại tương đối. Nó là tất cả những hiện tượng do duyên khởi, tức là pháp sinh diệt trong thế gian này. Nếu đứng về phương diện tục đế thì căn cơ của chúng sinh không giống nhau. Vì thế sự tu chứng cũng có chậm, có mau. Thí dụ khi vào chùa, chúng ta thấy một vị thầy tu đang gõ mõ tụng kinh. Nếu nói theo tục đế, chúng ta thấy một người tu hành ngồi nghiêm chỉnh, tay đang gõ mõ và miệng thì tụng kinh rất nhịp nhàng. Tục đế là sự diễn tả của tướng, tức là hình dáng của vật thể, và dụng là việc làm của họ trong thời điểm đó. Tướng là vị thầy tu và cái mõ cùng cảnh chùa, còn dụng là gõ mõ và tụng kinh. Bây giờ lý luận theo chân đế. Chân đế là nói về cái thể, tức là cái không của vạn vật. Khi nói vị tu hành, cái mõ hay cảnh chùa thì đây chỉ là cái tên để gọi, vì chính vị tu hành chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn. Một khi đã do nhân duyên tạo thành thì vị tu hành này không thật có, tức là không. Cái mõ cũng vậy, nó là sự tổng hợp của cây gỗ và của những bàn tay khéo léo của người thợ. Vì là do duyên khởi nên cái mõ cũng là không, tức không thật có. Sau cùng gõ mõ, tụng kinh cũng chỉ là cái tên để diễn tả cho hiện tượng biến chuyển của cái tay và cái miệng. Vì cái tay và cái miệng cũng đều do duyên khởi
nên chúng không thật có, tức là không. Vậy nếu nhìn từ khía cạnh chân đế thì không thật có gõ mõ, không thật có tụng kinh và không thật có vị tu hành, cũng như không thật có chùa chiền chi hết. Vì tất cả là không thật có, tức là không, cho nên cái thể, tức là chân như, luôn luôn thanh tịnh và bất biến. Nhưng thể, tướng và dụng không thể rời nhau được. Tại sao? Chẳng hạn như khi ra biển, chúng ta thấy sóng nước nhấp nhô. Đợt sóng này qua, thì đợt sóng khác lại đến. Nước biển là tướng, và làn sóng nhấp nhô là dụng của nước. Còn tính yên lặng dưới lòng đại dương là thể của nước vậy. Do đó, thể, tướng và dụng không thể rời nhau, cũng như nước không rời sóng và sóng không rời nước được. Một thí dụ khác là đem nước lạnh, tức là tướng của nước, nấu cho sôi. Khi nước đã bốc hơi thì chúng ta đâu còn thấy nước nữa, tức là không. Nhưng mà thể của nước vẫn còn, vì nước chỉ đổi từ thể lỏng sang thể hơi mà thôi, chứ nước không bao giờ mất. Vì thế và dụng không rời nhau, nên đứng về phần chân đế mà nói thì tuy thanh tịnh bất biến mà vẫn tùy duyên sanh diệt. Còn đứng về phần tục đế thì tuy tùy duyên sanh diệt mà vẫn như như bất biến. Như thế thì trong chân đế đã có mầm của tục đế, và trong tục đế thì chân đế đã hiện hữu rồi. Ngoài tục đế và chân đế thì còn có trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Nếu các pháp duyên khởi mà có sắc, tức hình tướng, thì là tục đế. Tuy các pháp đều do duyên sanh mà chính nó không có tự tánh, có nghĩa là vô ngã, tức là không, thì gọi là chân đế. Còn đệ nhất nghĩa đế là để chỉ cho chân tâm không có hình tướng nhưng có thể nhận biết, nên nói không phải sắc, không phải không. Chẳng hạn như mặt gương, tất cả hình bóng hiện trong gương là tục đế, mặc dầu có hình tướng nhưng thể tánh lại không, nên gọi là chân đế. Nhưng thể của gương là thường sáng, chẳng phải hình tướng và cũng chẳng phải không, thì gọi là đệ nhất nghĩa đế. Thường lạc ngã tịnh. Cái thật thể hay thật tướng của vũ trụ mà đạo Phật gọi là chân như thì luôn luôn chân thật, không giả dối. Vũ trụ chẳng qua là sự tổng hợp của không gian vô tận và thời gian vô cùng. Vũ là cho không gian và trụ là cho thời gian. Nhân quả là thời gian và nhân duyên là không gian. Cho nên vũ trụ chẳng qua là sự tổng hợp của nhân quả và nhân duyên mà thôi. Khi Phật mới thành đạo, Ngài chỉ dùng thuyết nghiệp cảm duyên khởi để dạy cho chúng đệ tử. Đây là triết lý tiểu thừa, nguyên thủy của Phật giáo. Triết lý này được rút ra từ trong tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Dựa theo tư tưởng này thì con người sống trong thế gian phải bon chen với đầy rẫy đau khổ. Cái khổ này chưa hết thì cái khổ khác lại hiện lên. Con người đã khổ vì thân thì nay lại khổ về tâm. Phật dạy vì vô minh vọng chấp cho nên con người phải khổ. Vì còn mê vọng nên chúng ta có hành động sai lầm, và vì hành động sai lầm nên con người phải chịu quả khổ. Như thế, con người cứ loanh quanh lẩn quẩn trong vòng nhân quả luân hồi. Chính luân hồi nhân quả này tạo ra chánh báo là thân ta và y báo là sơn hà đại địa, tức là cảnh vật chung quanh ta. Khi nghiệp nhân biến đổi thì nghiệp quả cũng biến đổi theo. Do đó, chánh báo và y báo cũng dựa theo đó mà biến đổi. Nói như thế có nghĩa là khi con người tạo những nghiệp nhân thuộc về nhân thừa thì đời sau đầu thai lại mà chánh báo vẫn là người và y báo vẫn là sơn hà đại địa. Nhưng nếu người ấy tạo quá nhiều nhân dữ thì chánh báo đời sau sẽ là súc sanh hay ngã quỷ, và y báo tức cảnh giới ở chung quanh cũng không còn giống như cảnh giới của người nữa. Nói như thế có nghĩa là vũ trụ và vạn hữu sẽ biến đổi theo tầm mắt và sự hiểu biết của các loài ấy. Vì thế, nghiệp cảm có nghĩa là do nghiệp như thế nào thì cảm thọ cái thân và cảnh như thế ấy. Nói cách tổng quát là do nghiệp lực mà có thân, tức là chánh báo,
và thế giới, tức là y báo. Do đó, con người trong bình sinh gây ra nghiệp lành hay dữ thì chánh báo và y báo sẽ cảm thọ tốt hay xấu về sau. Còn tạo nghiệp là còn hiện tượng giới, tức là còn trôi nổi luân hồi. Khi dứt được nghiệp là trở về với chân như, tức là trở về với bản tâm thanh tịnh, chứng đắc niết bàn. Dựa theo thuyết tiểu thừa này thì tất cả vạn pháp trong vũ trụ đều là vô ngã, tức không tự tánh. Không có một vật gì trên thế gian này mà tự nó có thể phát triển và tồn tại mà không cần đến những nhân duyên khác. Vì có sự duyên khởi như thế nên Đức Phật đã khẳng định là trong thế giới hữu hình này tất cả vạn hữu đều là vô ngã. Thật vậy, tâm thân tứ đại của chúng ta là do sự kết hợp của muôn vạn yếu tố. Nếu là ngã, chúng ta đâu cần ăn, đâu cần uống mà vẫn tồn tại, sống phây phây như thường. Nhưng xe muốn chạy phải có xăng, và cây cỏ muốn sống phải có nước. Thế thì thuyết này bắt đầu bằng triết lý vô ngã, để cho con người có cái nhìn rộng lớn về sự liên hệ với nhau trong vũ trụ. Nhưng một khi đã thấy thấu triệt được tính vô ngã của vạn hữu, thì lúc bây giờ Đức Phật mới cho chúng ta thấy hậu quả của nó. Vì là vô ngã, cho nên tất cả vật thể trên thế gian này sẽ biến chuyển thay đổi theo luật vô thường. Đó là sinh, trụ, di, diệt, hay thành, trụ, hoại, không. Con người phải chịu sinh lão bệnh tử, còn vật thể thì nay có mai không. Ngày xưa cung thành Ca Tỳ La Vệ tráng lệ bao nhiêu, thì ngày nay chỉ còn lại vài cục gạch bể nát. Thời Pháp thuộc ở Sài Gòn có ai giàu hơn ông chú Hỏa, mà bây giờ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Vì thấy sự vô thường sinh diệt bất tận, cho nên con người sinh lòng đau khổ. Càng đi sâu vào cuộc đời, cái khổ càng to, cái lo càng lớn. Một vị tổng thống giàu sang quyền thế thì ai dám nói ông ta khổ. Nhưng thật ra một vị tổng thống mà muốn làm cho được quốc thái dân an thì phải tận tụy hết mình, thì tự mình chuốc lấy bao nhiêu là phiền não khổ đau. Còn nếu dân tình thế thái lầm than đau khổ thì lo sợ bồi hồi, nay người này chửi, mai kẻ khác phàn nàn, và đi đâu cũng sợ có người ám sát. Thế thì làm tổng thống có sung sướng gì đâu. Khi con người thấy rằng cuộc đời chỉ là một chuỗi dài đau khổ, họ đâm ra lo lắng sầu bi. Càng lo âu phiền não thì tâm càng bất tịnh. Có ai đang đau khổ mà tâm thư thái an vui bao giờ? Vậy cuối cùng, triết lý của tiểu thừa chính là vô ngã, vô thường, đau khổ và bất tịnh. Đây chính là tục đế hay chân lý tương đối, tức là pháp hữu vi, để giúp chúng sinh thấy bề thật của sự sinh thoái trong thế giới hữu hình này. Vì đi đâu cũng thấy khổ, cho nên con người mới cố tu để đạt đến cứu cánh là giải thoát sinh tử và chứng ngộ được niết bàn. Nhưng thật sự có khổ như thế chăng? Sau 20 năm thuyết pháp, bây giờ Đức Phật mới bắt đầu nói kinh Bát Nhã, và chính Đức Phật đã dùng tới 22 năm để diễn giải trí tuệ Bát Nhã này. Bát Nhã là trí tuệ sáng suốt triệt để vĩnh hằng trong mỗi con người, và đây chính là nguồn gốc của triết lý Đại Thừa, mà Bát Nhã Tâm Kinh là cốt yếu tinh hoa của bộ kinh dày 600 quyển này. Khi dạy hàng tiểu thừa, Đức Phật dùng thuyết nghiệp cảm duyên khởi để chỉ cho chúng sinh biết cái khổ mà tìm về cứu cánh niết bàn. Bây giờ kiến thức của chúng đệ tử đã cao và trình độ tu chứng đã tiến triển, nên Phật bắt đầu khai thị một triết lý mới. Nếu dựa theo tư tưởng của tiểu thừa thì kẻ tu hành không bao giờ vượt qua thánh quả A-la-hán. Phật dạy rằng cái khổ ở trong địa ngục bị thiêu đốt cũng chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ bị đói khát cũng chưa phải là khổ. Cái khổ làm súc sanh kéo cày bị đánh đập cũng chưa phải là khổ. Sống trong vô minh điên đảo không biết đường đi mới là khổ. Vô minh là mờ mịt, tạo tội lỗi để phải trầm luân vĩnh viễn trong lục đạo luân hồi không biết lối ra mới là cái khổ lớn nhất của con người. Chẳng hạn như người đang chiêm bao thì không bao giờ biết được chiêm bao cho tới lúc thức giấc rồi mới biết đó là cảnh chiêm bao. Chúng sinh hiện đang ở trong vòng vô minh vọng thức thì không thể biết được vô minh vọng thức. Chỉ khi nào họ được giác ngộ hoàn toàn
Lúc đó họ mới biết được rõ ràng cảnh giới của vô minh vọng thức. Vì thế, chủ trương cứu khổ của Đạo Phật là khai thị chúng sanh để phá cho được cái ách vô minh mà họ đã đeo từ ngàn muôn kiếp tới nay. Bây giờ, nếu chúng sinh muốn hoàn thành Phật Đạo thì phải theo Bồ Tát giới và mở rộng tư tưởng theo triết lý Đại Thừa để phá hết vô minh và đoạn trừ phiền não. Dựa theo tư tưởng Đại Thừa thì tất cả vạn vật từ con người cho đến vũ trụ chẳng qua là sự duyên khởi. Thứ nhất, A Lại Ra duyên khởi. Trong thuyết nghiệp cảm duyên khởi chỉ nói đến 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhưng lục thức là vô ngã, tức là sinh diệt vô thường. Tuy con người tạo nghiệp nhưng lấy cái gì để gìn giữ cái nghiệp này? Dựa theo duy thức luận thì ngoài lục thức sinh diệt còn có thức thứ 7 là mạt na thức và thức thứ 8 là ai lại ra thức, có khả năng bắt lấy và gìn giữ tất cả những nghiệp thức để chuyển qua đời sau. Mạt na và a lại ra không phải là vô thường mà là hằng khởi và thường trụ. Chính nó là nền tảng cho giải thoát và cũng làm nền móng qua bao kiếp nhân quả luân hồi. Mạt na thức thì bắt lấy và a lại ra thức thì gìn giữ tất cả những chủng tử của nghiệp thức từ vô thỉ đến vô chung cho đến khi hội đủ nhân duyên thì những chủng tử này sẽ phát sinh và nó chính là cái vui hay cái khổ của chúng ta trong đời này. Thứ hai, chân như duyên khởi. Dựa theo thuyết Đại Thừa này, tâm của chúng sinh có hai phương diện. Về phương diện động thì tâm là cái cửa của sanh diệt. Về phương diện tịnh thì tâm là cái cửa của chân như. Nhưng tại sao một tâm mà lại có hai phương diện tương phản như thế? Đó là bởi vô minh mà ra. Tại sao? Chân như vốn thường trụ và bất động, nhưng bởi vô minh làm duyên khiến cho tâm vọng động mà làm ra thiên sai vạn vật. Nhưng vô minh không phải là thật có, mà nó chỉ dựa vào nơi tâm thể để xuất hiện mà thôi. Nó chỉ là một vọng niệm. Vì thế kinh mới có câu hốt nhiên niệm khởi gọi là vô minh. Cũng do cái vọng niệm ấy mà con người thấy mình có chủ quan, có khách quan, có tự ngã, có phi ngã và có vạn hữu vũ trụ. Chân như vì bị vô minh kích thích mà sanh ra động, nhưng thật ra trong động mà có tịnh, và dĩ nhiên trong tịnh cũng có động. Cũng như chúng ta nhìn nước và sóng ở ngoài biển khơi, nếu đứng về phương diện nước mà quan sát thì nước và sóng đều là nước, và ngược lại nếu đứng về phương diện sóng thì tất cả đều là sóng. Bây giờ lấy tâm là biển, nước là chân như và sóng biển là vạn pháp sanh khởi hay vạn tượng giới. Con người vì bị vô minh che lấp cho nên chỉ thấy vạn tượng giới, còn Phật và Bồ Tát vì đã trừ được vô minh nên thấy vạn tượng giới là chân như. Nói cách khác là tâm của chúng ta gồm có hai phần là chân như và vạn tượng. Chân như là tịnh và vạn tượng là động. Tịnh và động không thể rời nhau. Vì thế kinh mới có câu tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Khi tùy duyên tịnh thì sanh ra tứ thánh, còn tùy duyên nhiễm thì sanh ra lục phàm. Thêm nữa, từ tịnh trở thành động có nghĩa là bất biến, mà tùy duyên thì sẽ đi vào cửa của sanh diệt để sinh ra vô số vạn vật trong vũ trụ này. Còn từ động trở về tịnh, tức là tùy duyên mà bất biến, thì sẽ đi ra cửa chân như, và đây chính là nguyên nhân của giải thoát. Thứ ba, lục đại duyên khởi. Lục đại là đất, nước, gió, lửa, không gian và thức. Đất, nước, gió, lửa và không gian thì thuộc về vật, tức là sắc pháp, và thức thì thuộc về tâm, tức là tâm pháp. Chính sáu món này tùy duyên sanh khởi mà khởi sinh ra con người và vũ trụ. Khi nói là vật và tâm,
nhưng thật ra bản thể của chúng vẫn là một, không thể phân chia ra được. Vật là hình tướng và tâm là năng lực để hình tướng có thể hoạt động. Do đó, nếu tâm rời sắc thì năng lực chẳng tồn tại được. Còn nếu sắc không nhờ tâm thì hình tướng không phát hiện được. Vậy, vật và tâm là hai phương diện của bản thể nhất như. Con người của chúng ta có được là do lục đại kết hợp mà thành. Thế thì lục đại kết hợp là thành, còn lục đại ly tán là tan rã, là mất. Nói một cách tổng quát thì con người cũng như vũ trụ là một sự hoạt động không ngừng của lục đại. Như thế thì chân như là thực thể của lục đại mà cảm nhận được qua lý tánh. Do đó, sự khác nhau giữa phàm và thánh hay thiện và ác duy nhất ở chỗ biết phân biệt chân như với hiện tượng. Thứ tư, pháp giới duyên khởi. Thuyết này cho rằng pháp giới, tức là con người và vũ trụ, là một duyên khởi rất lớn. Có nghĩa là tất cả các pháp làm nhân, làm duyên cho nhau để nương tựa, tương phản, dung thông mà thành lập. Cái năng lực của pháp giới duyên khởi này không phải thuộc về nghiệp lực của chúng sinh, cũng không phải cái tạng thức sai biệt sinh diệt của A Lại Ra, và cũng không phải cái lý tánh bình đẳng, bất sanh, bất diệt của chân như, mà chính là do vạn pháp. Thật vậy, pháp này dung thông với pháp kia và ngược lại để cùng nhau làm duyên khởi. Sự dung thông này kéo dài đến bất tận, tột cùng, cho nên được gọi là trùng trùng duyên khởi. Như thế, con người và vạn pháp trong vũ trụ chỉ là một tiến trình hoạt động của hiện tượng từ vô thỉ đến vô chung, nối tiếp và tràn lan vô cùng vô tận như những đợt sóng của đại dương. Vì có sự chuyển động nên mới có thay đổi sinh diệt. Vì thế, nếu không có sự chuyển động thì sẽ không có con người, vạn hữu cũng như vũ trụ. Thí dụ, nếu con người còn sống thì tim phải đập, máu huyết phải luân chuyển và hệ thống thần kinh hoạt động liên tục. Oxygen được cung cấp cho tất cả những tế bào toàn thân và hệ thống não tủy giống như những đàn kiến di chuyển vậy. Ngay khi chúng ta ngồi tĩnh tâm trong phòng, nhưng thật ra chúng ta đâu có ngồi yên mà đang quay theo trái đất chung quanh quỹ đạo của mặt trời. Thái dương hệ thì di động trong dãy ngân hà. Vì thế, nếu trong thế gian này mà không có sự chuyển động thì con người, thế gian và vũ trụ sẽ không còn. Do sự chuyển động này mà hành tinh này sanh và hành tinh khác diệt. Bên trong vỏ của địa cầu là thể lỏng, cho nên sự chuyển động làm cho nay nứt chỗ này, mai động chỗ kia. Thế nên không có gì là lạ khi chúng ta thấy có động đất ở Nam Dương hay núi lửa ở Hawaii. Đức Phật mấy ngàn năm trước đã chứng được chân lý này, mà ngày nay với sự khám phá mới lạ của không gian khoa học thì họ cũng chứng minh những điều mà Đức Phật đã dạy từ lâu mà thôi. Có người thắc mắc là cũng là Phật dạy, nhưng tại sao lại có nhiều thuyết duyên khởi như thế? Vậy nên tin theo thuyết nào? Triết lý Đức Phật có sự sai khác là vì căn cơ của chúng sinh không đồng, cho nên chính Đức Phật phải dẫn dắt họ dần dần từ thấp đến cao để họ có thể hoàn thành Phật đạo được viên mãn. Trước hết, đối với hàng tiểu thừa thì Phật nói nghiệp vì họ chưa thấu hiểu được tạng thức hay A Lại Ra thức, có nghĩa là họ không biết gì về chủng tử của luân hồi hay giải thoát. Kế đến là hàng đại thừa thỉ giáo. Đối với hàng này, họ vừa mới hướng về đại thừa cho nên chưa hiểu được chân lý, chân như tùy duyên sanh ra vạn pháp, nên Phật chỉ nói về A Lại Ra thức. Khi đã thấu suốt về tạng thức, tức là đại thừa, đốn giáo, thì Phật bắt đầu nói về chân như tùy duyên sanh ra vạn pháp. Sau cùng, hạng đại thừa viên giáo, tức là các bậc Bồ Tát căn cơ đã thuần thục, thì Phật nói đến lục đại và trùng trùng duyên khởi. Sự sai khác ở đây chỉ là sai khác về tầng bậc, chứ không sai khác về nội dung. Nói cách khác là nếu nhìn một cách nông cạn thì chỉ thấy có nghiệp lực, nhưng khi nhìn sâu hơn và rộng hơn một tí thì thấy dưới cái nghiệp lực
chính là A Lại Gia Thức. Nếu chúng ta nhìn sâu và rộng hơn nữa thì thấy dưới A Lại Gia Thức là Chân Như. Nhưng nếu xét cho tường tận thì Chân Như không phải là một cái gì xa lạ, mà Chân Như là phương diện tịnh, còn vạn tượng là khía cạnh động của một cái gọi là nhất như hay tâm. Nhưng nếu tiến sâu một chút nữa thì tịnh và động không phải là hai khía cạnh riêng rẽ, mà thật ra trong động có tịnh và trong tịnh có động. Sau cùng, khi nói đến lục đại duyên khởi và pháp giới duyên khởi là muốn tìm hiểu cái hình tướng, cái then chốt để trực nhận Chân Như. Tóm lại, khi nhìn thế giới bằng pháp hữu vi, tức là chúng ta nhìn bằng tướng của muôn sinh vạn vật, không có vật gì trên thế gian này mà tự nó có thể phát triển hay tồn tại mà không có sự trợ giúp của những nhân duyên khác. Vì thế Đức Phật đã khẳng định rằng vì tất cả vạn hữu do nhân duyên mà thành, cho nên tất cả đều là vô ngã. Nếu đã là vô ngã thì chúng sẽ biến thành vô thường, có nghĩa là sinh, trụ, di, diệt, hay thành, trụ, hoại, không. Chẳng hạn như cành hoa chúng ta mới cắt ngoài vườn để cắm bàn thờ Phật, mới nhìn thì thật tươi đẹp. Nhưng nếu tư duy chút xíu thì biết rằng muốn có cành hoa đẹp, chúng ta phải có giống tốt, thường hay bón phân, tưới nước và phải có nhiều ánh sáng mặt trời thì hoa mới tươi được. Như thế thì cành hoa tươi đẹp là do biết bao nhiêu nhân duyên hợp lại. Do đó, cành hoa tươi đẹp này tự nó chính là vô ngã. Nếu cành hoa là vô ngã thì nó sẽ trở thành vô thường. Đúng vậy, chỉ mấy ngày sau là cành hoa bắt đầu khô héo rồi rơi rụng tả tơi. Khi chúng ta đem nó vứt bỏ ra ngoài sau vườn thì chúng ta đâm tiếc. Trước là tiếc thương cho hoa nay nở mai tàn, sau thương cho đời mình nay có mai không. Từ đó con người biết rằng cuộc đời chẳng qua chỉ là một chuỗi dài đau khổ. Có người may mắn chỉ khổ về thân, còn kẻ khác thì khổ về tâm. Biết bao người thân tâm cùng khổ, mà đã khổ thì tâm sẽ không an lạc, tức là bất tịnh. Vì vậy, cái thế giới của tục đế là thế giới đại diện cho vô ngã, vô thường, đau khổ và bất tịnh. Muốn san bằng sự đau khổ này, Đức Phật dạy chúng sinh ứng dụng chân lý tứ diệu đế hay thập nhị nhân duyên một cách triệt để thì tất cả phiền não khổ đau không còn nữa và chứng đắc được Niết Bàn. Chân lý cao siêu như vậy mà Đức Phật nói đây chỉ mới là bán tự giáo chứ chưa phải là toàn chân giáo. Ý Phật như thế nào? Bây giờ chúng ta trở lại với thí dụ về cành hoa tươi ở trên. Chúng ta đã chứng minh cành hoa tươi này là vô ngã thì khô héo tàn rụng là lẽ tất nhiên. Đó là hậu quả của luật vô thường. Nhưng thật ra cành hoa này có mất không? Cái mất theo tư tưởng của con người là không còn, không hiện hữu trên thế gian này. Khi cành hoa héo thì chúng ta quăng nó ra sau vườn bỏ đi, rồi vài tuần sau cành hoa biến thành phân, thành nước và bốc mùi khó ngửi. Như thế khi nhân duyên tan rã, những yếu tố ban đầu để kết hợp tạo thành cành hoa bây giờ đi riêng rẽ trở về với bản tính ban đầu, có nghĩa là phân bón trở về với phân bón, nước trở lại thành nước. Nếu nhìn kỹ thì những thành phần để cấu tạo cành hoa ban đầu đâu có mất một cái gì. Nếu chúng hợp chúng lại thì cành hoa và khi nhân duyên tan rã, tức là hoa héo, thì phân về lại với phân và nước về lại với nước, vậy thôi. Nếu lý luận theo thuyết Đại Thừa là khi nhân duyên hòa hợp để tạo thành cành hoa là bất biến mà tùy duyên, tức là mỗi chất có bản thể chân như riêng của nó, nhưng vì tùy duyên nên chúng hợp lại thành cành hoa. Sau đó nhân duyên tan rã thì chúng tùy duyên mà bất biến, tức là từ cụm hoa mà trở lại với bản thể chân như của thuở ban đầu. Thế thì đâu có cái gì có và mất thật đâu. Đây chẳng qua là tiến trình của duyên khởi mà thôi. Con người của chúng ta cũng thế. Trước khi kết tinh thì lục đại, tức là đất, nước, gió, lửa, không gian và thức, mỗi pháp ở mỗi nơi. Sau khi pháp này dung thông với pháp kia để cùng nhau làm duyên khởi
mà tạo thành con người. Vì tiến trình này tiếp diễn không ngừng nên được gọi là trùng trùng duyên khởi. Khi duyên tan thì các pháp trở lại với cái bản thể chân như ban đầu, tức là nước trở về với nước, đất trở lại thành đất và nghiệp thức trở lại với nghiệp thức. Khi kết được duyên mới thì nghiệp thức sẽ hòa hợp với tứ đại mới dựa theo nghiệp lực để kiến tạo một hình hài khác mà chúng ta gọi là tái sinh. Như thế thì con người thật không có sanh và cũng thật không có chết. Nói cách khác là trước khi sanh thì bất biến mà tùy duyên, và khi chết thì tùy duyên mà bất biến. Đó là bản thể chân như của vạn hữu. Thêm nữa, tâm kinh dạy rằng cái bản thể chân như của vạn hữu chính là cái thể, tức là cái không của nó. Còn hình dáng, màu sắc là cái tướng, tức là cái giả có mà thôi. Do đó, khi nhìn theo pháp hữu vi, Đức Phật khuyên chúng sinh phải thấy rõ tất cả pháp hữu vi là giả có, tức là pháp sinh diệt. Vì thế, muốn được an nhiên tự tại, con người phải hiểu rõ cái thể, tức là thật tướng của vạn vật. Thể nói theo triết lý đại thừa là bất biến, còn tướng thì đồng nghĩa với tùy duyên. Vậy thể là bất biến, là tịnh, là chân như, còn tướng là tùy duyên, là động, là sinh diệt. Do đó, đứng về phương diện đại thừa mà nói, thì vạn vật trên thế gian này không có cái gì mất cả. Cái có hay không chẳng qua là tiến trình của duyên khởi mà thôi. Nếu tùy duyên, chúng sẽ tạo ra vạn pháp, và từ vạn pháp chúng sẽ trở về với cái bản thể chân như thanh tịnh ban đầu. Nói cách khác, tất cả là một, và một là tất cả, xoay vần biến chuyển dựa theo tiến trình của không gian vô tận và thời gian vô cùng mà thôi. Thật vậy, tất cả vạn pháp đều trở về với bản thể chân như. Mà cái bản thể chân như thì thường hằng bất biến. Bất biến là không thay đổi, tức là ngã. Một khi chúng không thay đổi, không bị ảnh hưởng bởi luật vô thường là thành, trụ, hoại, không, thì chúng sẽ là chân thường. Trong bản thể chân như, vạn pháp không hề có đau khổ, cho nên chúng luôn luôn là chân lạc. Mà đã là chân lạc thì lúc nào bản thể chân như của vạn pháp cũng thanh tịnh, không ô nhiễm. Vậy tất cả những hiện tượng sanh, lão, bệnh, tử của luật vô thường là sanh, trụ, di, diệt hay thành, trụ, hoại, không đều rơi rớt vào trong không gian vô tận và thời gian vô cùng mà chúng ta gọi là vũ trụ. Và tất cả những hiện tượng sinh diệt này chẳng qua chỉ là hiện tượng duyên sanh mà thôi. Hiện tượng này được gọi là bất biến mà tùy duyên. Tức là từ cái bản thể chân như mà duyên khởi thành vạn vật trong thế gian này. Nhưng cũng chính cái không gian vô tận và thời gian vô cùng này là hiện tượng duyên sanh để nó trở về với bản thể chân như thanh tịnh ban đầu. Tiến trình này được gọi là tùy duyên mà bất biến. Vậy trong thế giới của bản thể chân như thì không hề có đau khổ, không hề có ô nhiễm, bất tịnh, mà tất cả chỉ là thường, lạc, ngã, tịnh mà thôi. Tại sao? Bởi vì bản thể chân như chính là pháp thân trong tất cả mọi chúng sinh, mà pháp thân thì không sanh diệt nên gọi là thường. Pháp thân luôn luôn an nhiên tự tại nên nói là lạc. Pháp thân là chủ sinh ra muôn pháp nên gọi là ngã, và pháp thân không bị cấu nhiễm nên gọi là tịnh. Kinh Pháp Hoa gọi pháp thân là tri kiến Phật, trong khi kinh Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm, còn kinh Đại Niết Bàn thì gọi là Phật tánh, và kinh Hoa Nghiêm thì gọi là trí huệ Phật. Để chúng ta có được một nhận định rõ ràng và dễ hiểu về thuyết duyên khởi của Đức Phật, chúng tôi xin nhắc lại câu chuyện phiền não tức Bồ Đề. Bồ Đề là thấy được tánh giác của mình, tức là giác ngộ. Còn phiền não là si mê, đau khổ. Phiền não là vọng tưởng, tức là động. Nhưng thật ra, trong động lại có tỉnh và ngược lại. Con người vì mê lầm nên luôn tìm cái giác ở ngoài cái mê. Nhưng thật ra, giác và mê chính là một.
Bởi vì hết mê thì thấy giác, hết đau khổ thì thấy an vui, chứ không tìm thấy an vui ở đâu xa. Bồ đề đã có sẵn trong ta, chỉ khi nào chúng ta biết dừng phiền não sẽ thấy bồ đề. Phiền não vô minh dấy khởi làm che lấp bồ đề. Vì vậy, một khi phiền não lắng xuống thì bồ đề hiện ra. Nói cách khác là nếu chúng ta ôm đầy một bụng phiền não mà chạy tìm bồ đề thì dù chạy đến muôn đời cũng không bao giờ thấy nó được. Con người chỉ khéo ngồi yên lại, làm cho tất cả phiền não lắng xuống thì bồ đề xuất hiện. Cũng như khi chúng ta thấy trời đổ mưa, nước mưa từ trên không rơi xuống là trong sạch, ví như bản thể chân như hay bồ đề. Khi nước rớt xuống đất thì hòa nhập với bụi bặm, bùn đất rồi chảy xuống ao hồ. Nước nhơ bẩn ví như phiền não khổ đau của cuộc đời. Nhưng thật ra nước đục chính là nước trong hay phiền não, tức là bồ đề. Tại sao? Người mê thì thấy nước trong hồ là nước đục, còn kẻ giác ngộ thì thấy thể nước trong nằm trong nước đục. Thật vậy, nếu chúng ta đem nước trong hồ về để yên trong lu thì cạn bụi sẽ từ từ lắng xuống và nước bây giờ sẽ là nước trong tinh khiết. Cuộc đời con người cũng thế, nếu chúng ta biết làm lắng xuống bao nhiêu phiền não khổ đau thì bồ đề sẽ xuất hiện. Khi chúng ta thấy cuộc đời đầy rẫy khổ đau và nhìn bằng nhục nhãn của luật vô thường là thành, trụ, hoại, không thì tâm sẽ bất tịnh, ô nhiễm không an vui. Bây giờ chúng ta nhìn bằng cặp mắt trí tuệ thì thấy rằng tất cả vạn pháp chỉ là hiện tượng duyên sanh, tức là giả có mà thôi. Chính hiện tượng duyên sanh này sẽ biến đổi vật thể trở về với bản thể chân như, tức là không, là thể. Nếu chúng ta làm cho tâm mình được hoàn toàn thanh tịnh, cái bản thể chân như này chính là thường lạc, ngã, tịnh, thường có vĩnh hằng trong mỗi chúng ta, cũng như nước trong tinh khiết ở trong lu vậy. Một thí dụ khác là sinh tử, tức niết bàn. Sinh tử là khổ đau, còn niết bàn là an lạc. Con người vì mãi trôi nổi lặn hụp trong biển trầm luôn, nên càng tạo nghiệp thì nghiệp lại dẫn chúng sinh lên xuống trong sáu đường và qua lại trong tam giới, loanh quanh lẩn quẩn không biết đến bao giờ mới thoát khỏi. Nếu khéo tu, dừng nghiệp thì bánh xe luân hồi cũng vì thế mà dừng lại. Do đó, chạy theo nghiệp là sanh tử, còn dừng nghiệp, yên lặng là niết bàn. Thế chỉ có niết bàn là do sinh tử, cho nên một khi rứt sạch sanh tử thì đâu còn niết bàn. Vì thế, kinh cũng có câu: niết bàn sanh tử như hoa đóm trong không. Tức là không có sanh tử thì không có niết bàn, cũng như không có khổ thì không có vui, mà không có vui thì làm sao biết khổ. Vì thế, khổ và vui là một thể, không ngoài nhau được. Sinh tử và niết bàn cũng thế, nếu dứt sinh tử sẽ thấy niết bàn, cũng như không động thì tịnh xuất hiện ra ngay, tức là không thấy phiền não khổ đau, thành trụ hoại không thì thường lạc ngã tịnh sẽ xuất hiện. Chẳng hạn như bài kệ của ngài Thần Tú: thân như cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ cho dính bụi trần. Đối với cái nhìn của ngài Thần Tú thì ngài thấy thân như là cây bồ đề, tâm thì ngài so sánh như cái đài gương. Vì là cái đài gương cho nên ngài phải lau chùi cho sạch lục trần để gương được sáng. Thế thì cái nhìn của ngài Thần Tú chính là cái nhìn nhục nhãn, đó là thấy cái tướng của vật thể bằng đôi mắt thịt. Vì chỉ thấy cái tướng như thế cho nên lối tu này thuộc về tiểu thừa, tức là nhìn vật thể trong vũ trụ bằng tư tưởng vô thường vô ngã, tức là thành trụ, hoại không. Vì vậy, khi con người còn thấy sự thay đổi biến chuyển của tạo hóa thì họ còn đau khổ. Bây giờ, hãy nghiệm bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng: bồ đề không phải cây, chân tâm không phải đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Ngài Lục Tổ thì thấy bồ đề là tánh giác, là giác ngộ, tức là vô hình vô tướng không thấy được. Chân tâm là bản tâm thanh tịnh chân thật hằng có trong mỗi chúng sanh, thì làm gì có hình tướng mà so sánh với cái đài gương.
bản thể chân như của con người và vạn vật là chân không diệu tánh, thì làm sao có thể dính được bụi trần? Như vậy, cái nhìn của Lục Tổ chính là nhìn bằng tuệ nhãn để thấy được tính không của vạn pháp. Cái mà Ngài Thần Tú cho là thật có thì Tuệ Giác Kim Cang cho là giả có, là cái tướng sinh diệt mà thôi. Chỉ có Lục Tổ mới thấy được cái bản thể chân như của vạn vật, và đây mới là cái thường có vĩnh hằng bất biến trong tất cả chúng ta. Vì Ngài Thần Tú thấy hình tướng sinh diệt bên ngoài cho nên Ngài mới thấy khổ, còn Lục Tổ thấy vạn pháp chỉ là hiện tượng duyên sanh nên tâm thanh tịnh. Tóm lại, Ngài Thần Tú nghĩ vạn pháp là thật có, cho nên thấy sự sinh diệt của vạn pháp là vô thường. Vì thấy vạn pháp sinh diệt vô thường, cho nên khổ. Vì thấy vô thường khổ, cho nên Ngài lại thấy vạn pháp là vô ngã. Sau cùng, Ngài thấy phiền não là thật có, cho nên Ngài mới cầu tịch diệt Niết Bàn. Thế thì cái nhìn, cái biết của Ngài Thần Tú là vô thường, đau khổ, vô ngã và mong cầu chứng đắc Niết Bàn. Bây giờ cái nhìn Lục Tổ thì hoàn toàn trái ngược. Lục Tổ thấy rằng trong tất cả vạn pháp thì thật tướng là vô tướng, bởi vì thật tướng của vạn pháp không hề sanh diệt, cho nên vạn pháp là thường. Vì biết vạn pháp là thường cho nên có chân lạc. Vì biết vạn pháp có chân thường, chân lạc cho nên có chân ngã. Vì biết vạn pháp có chân thường, chân lạc và chân ngã cho nên có chân tịnh. Đây chính là cái nhìn bằng tuệ nhãn của Bồ Tát. Như thế, khi chúng ta nhìn vạn pháp không bằng nhục nhãn của phàm nhân mà bằng tuệ nhãn của chư Phật và Bồ Tát là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh, thì Niết Bàn tịch diệt còn dùng vào đâu mà cầu mong chứng với đắc. Thí dụ trên cho chúng ta thấy rằng cùng một đối tượng mà có hai lối nhìn khác nhau. Ngài Thần Tú thì nhìn bên ngoài nên thấy sự vô thường của vạn vật. Còn Lục Tổ thì thấy từ bên trong cái bản thể chân như, tức là cái chân không của vật thể, nên lúc nào Ngài cũng an vui tự tại. Khi nói về tiểu thừa, chúng ta làm sao quên được những hình ảnh của các vị tỳ kheo tu theo Phật giáo Nguyên Thủy như khi Đức Phật còn tại thế. Hàng ngày, các vị ấy khi đi khất thực, tay thì ôm bình bát và bước đi chậm rãi, mà mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống đất. Tại sao họ lại phải làm như thế? Dựa theo triết lý tiểu thừa thì tất cả các nghiệp thiện ác của con người đều dồn chứa vào trong A Lại Gia Thức, tức là tạng thức. Tu hành là phải cố gắng loại bỏ từ từ những chủng tử trong tạng thức này mới mong giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng chủng tử cũ thì chưa loại hết, mà chủng tử mới lại tiếp tục vào, thì làm sao mà đắc đạo cho được? Muốn loại bỏ được những chủng tử cũ, trước hết họ phải có phương pháp để ngăn ngừa, không cho thâu thêm những chủng tử mới vào. Trong lục căn thì mắt và tai là bén nhạy nhất. Vì sự sắc bén này nên mắt và tai thâu nhận những chủng tử mới rất nhanh. Do đó, người tu muốn thành đạo thì không cho mắt chạy theo cảnh và không cho tai chạy theo tiếng. Vì thế, mấy vị tỳ kheo không nghe nhạc, sướng hát, không ở chỗ náo nhiệt ồn ào. Sau khi khất thực xong, các vị ấy trở về gốc cây nơi thanh vắng, ngồi yên tọa thiền, chứ không tiếp xúc với đám đông người. Đây chính là phương pháp làm giảm bớt sự thâu nhận những chủng tử mới để họ có thì giờ loại các chủng tử cũ. Ngày nay, hoàn cảnh xã hội hoàn toàn khác với thời Đức Phật còn tại thế. Hình ảnh các tỳ kheo tay ôm bình bát đi khất thực chỉ còn là kỷ niệm êm đềm mà thôi. Cấu trúc xã hội bây giờ thật là phức tạp, và con người phải lăn lỏi vào đời để làm ăn mua bán thì chắc rằng chủng tử loại ra thì ít, mà chủng tử thâu vô thì quá nhiều. Như thế, biết đến chừng nào mới loại bỏ hết những chủng tử trong tạng thức. Do đó, tư tưởng tiểu thừa khó áp dụng để giúp chúng ta đến chỗ giải thoát giác ngộ được trong hoàn cảnh xã hội ở thế kỷ 21 này. Nhưng Phật Pháp thật là huyền diệu. Trong Phật Pháp không có cao thấp, chỉ tại căn cơ chúng sinh không đều,
Vì thế Đức Phật chỉ nói thuyết Bát Nhã Đại Thừa khi chúng sinh có thể lãnh hội được nó. Dựa vào thuyết Bát Nhã thì con người nên lấy mắt trí tuệ mà nhìn vạn vật thay vì nhìn bằng nhục nhãn. Đó là tất cả các pháp đều không có tự tánh, tức là không. Tất cả vạn vật trong vũ trụ chẳng qua là do hiện tượng duyên sanh mà có, và cũng từ hiện tượng duyên sanh này mà chúng nó trở về với bản thể chân như ban đầu. Nói cách khác là chúng ta nhìn tất cả vạn hữu trên thế gian này là giả có, không thật. Cái nhà chúng ta đang ở là không, cái xe chúng ta đang lái cũng là không, ngay cả con người của chúng ta cũng là không luôn. Cái nhà, cái xe hay con người của ta chỉ là giả có, là huyền hóa. Khi nhân duyên dứt thì tất cả nguyên tố của cái nhà, cái xe hay con người sẽ trở về với bản thể chân như của nó. Khi thấy mọi vật là không thì con người sẽ không còn quan trọng hóa thế giới vật chất nữa, và dễ dàng kềm chế lòng tham sân si của họ. Thông thường cái gì hay, cái gì quan trọng thì con người nhớ lâu, nhớ hoài, nhớ mãi. Còn cái gì giả dối, không thật, không quan trọng thì thấy đó rồi quên đó, không ghi nhớ trong lòng. Do đó khi nghe hay thấy mà chúng ta nghe thấy bằng trí tuệ, tức là thấy ta là không, thấy người và vạn hữu cũng là không, thì có thể ngăn chặn những chủng tử mới tiến vào trong tạng thức. Và đồng thời chúng ta dùng trí tuệ Bát Nhã này để kiềm chế tham sân si, để tâm hoàn toàn thanh tịnh mà loại bỏ bớt những chủng tử cũ. Có được như vậy, con người mới được an vui tự tại để quét sạch hết những chủng tử trong tạng thức và biến nó thành kho Như Lai, tức là Như Lai Tạng, và tiến đến chỗ giải thoát giác ngộ viên mãn. Cốt yếu của tâm kinh là phải thấy, biết ngũ uẩn giai không, có nghĩa là phải xem thân này như huyền hóa, tức là không thật có. Đừng nên quan niệm sai lầm, đây là tư tưởng bi quan yếm thế, mà trái lại thấy thân là giả có, chính là sức mạnh để làm lợi ích cho mọi người. Vì Bồ Tát thấy thân là giả nên sẵn sàng lăn xả vào đời làm việc lợi ích cho chúng sinh, cho dù có gặp nguy nan các ngài cũng không màng, ngán sợ. Tại sao? Vì thân này là giả có, thì có mất cũng chẳng có gì quan trọng. Một khi thấy thân mình là giả có và tất cả vạn vật cũng là giả có, thì con người sẽ mạnh mẽ hơn, không còn sợ hãi trước sự biến thiên xoay vần của tạo hóa. Không biết Phật pháp thì chấp thân là thật, là bền vững, cho nên tham sống sợ chết mà tạo ra nghiệp chướng. Chấp thân là thật, vạn pháp là thật, cho nên khi có sự sinh diệt, biến đổi, như là thấy mình già đi, xấu đi hay có thân nhân mất thì sanh ra đau khổ, làm cho tâm tư bấn loạn, gây khổ cho mình và cho người. Biết Phật pháp thấy vạn hữu là không, nên không tham cầu sự sống và chẳng sợ cái chết, nên cuộc sống rất an vui tự tại mà không tạo nghiệp. Biết Phật pháp thì không chấp thân là thật và vạn pháp cũng không thật, thì con người sẽ dửng dưng trước sự thay đổi, biến chuyển của tạo hóa. Vì thân không thật nên không mất, tất cả chỉ là sự xoay vần biến đổi, rồi cũng trở về với cái thật tánh của nó mà thôi. Không tăng, không giảm, không dơ, không sạch thì có mất cái gì đâu mà lo sợ. Vì thấy thân là huyền nên thiền sư Vạn Hạnh có bài kệ như sau: thân như điển ảnh hữu hoàn vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Dịch là: thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng, mặc cuộc thạnh suy không sợ hãi, thạnh suy như cỏ hạt xương đồng. Thấy thân là giả có, tức là huyền hóa, chỉ là bước đầu để sửa lại cái nhìn, cái biết đối với cuộc đời. Nhưng bước quan trọng là con người phải dùng trí tuệ quan sát để thấy rằng bên ngoài tấm thân hư giả này thì còn tàng ẩn một tấm thân chân thật đáng quý bên trong, mà Đức Phật gọi nó là Pháp thân. Chúng ta hãy lắng nghe bài kệ của Thiền sư Huyền Giác sau đây: huyền hóa không thân tức Pháp thân, Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật,
dịch là ngay trong giả thân, tức là pháp thân. Giác ngộ pháp thân không có sự vật gì. Pháp thân này cũng gọi là bản nguyên, tự tánh, thiên chân Phật. Thật vậy, pháp thân là tâm thể lặng lẽ, tràn đầy trong sáng của tất cả mọi người. Vì nó là chân không diệu hữu, cho nên nó không có hình tướng, cho nên nó không bị vô thường. Vì nó không giấy động nên không sanh diệt. Kinh A Hàm dạy rằng Phật nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi, trong khi các kinh Đại Thừa thì nói tuổi Phật vô lượng vô biên. Tại sao có sự mâu thuẫn như thế? Khi nói Phật diệt độ là căn cứ theo hóa thân, và nói Phật thường trụ là căn cứ vào pháp thân. Hóa thân thì tùy duyên mà ứng hiện, và khi hết duyên thì tan rã, cho nên có sanh diệt. Còn pháp thân thì không có hình tướng, nên không sanh, không diệt, nên được gọi là thường trụ. Vì thế, kinh có câu, lìa tất cả tướng gọi là chư Phật như vậy, thì đâu có ra đời hay nhập diệt. Pháp thân lìa tất cả tướng, nên không sanh, không diệt. Còn thấy có ra đời hay nhập diệt là tại cơ duyên. Cơ duyên hợp thì thành đạo dưới cội Bồ Đề. Cơ duyên hết thì nhập Niết Bàn dưới hai cây Sa La Long Thọ. Đó là hóa thân Phật. Kinh Tiểu Thừa thì luôn luôn nói đến hóa thân Phật, tức là Đức Phật Thích Ca giáng sinh tại Ấn Độ, trong khi kinh điển Đại Thừa thì chỉ nói đến pháp thân của Phật. Vì thế, kinh Pháp Hoa cũng có câu tuổi thọ Phật vô lượng vô biên, tức là chỉ cho pháp thân bất sanh, bất diệt, sẵn có trong mỗi chúng ta. Do đó, khi nào có duyên thì từ pháp thân liền ứng hóa thân để độ sanh, và khi hết duyên thì trở về pháp thân, cũng như bọt tan về biển vậy. Kinh Đại Thừa còn nói thêm là Đức Phật Thích Ca rời cung trời đầu suốt vào thai mẹ, mà lúc nào cũng không rời pháp thân thanh tịnh. Cho nên nói Phật sanh là chỉ cho hóa thân, nhưng hóa thân thì không thật, mà không thật thì sanh cũng như không sanh. Đức Phật Thích Ca là một hóa thân. Như vậy, hiện giờ thân của chúng ta là thân gì? Thân của tất cả chúng sinh hiện hữu là báo thân. Tại sao? Con người sống trên thế gian là theo nghiệp cảm, mà duyên khởi tức là nghiệp mình như thế nào thì phải cảm thọ cái thân và cảnh như thế ấy. Vì thế, báo là theo quả báo mà có. Người quả báo lành thì hạnh phúc, thân thể xinh đẹp và ít đau ốm. Còn người quả báo dữ thì cuộc đời có nhiều sóng gió, không toại nguyện. Thân của chúng ta là do quả nghiệp mà thành, nên không giống nhau. Mà đã là báo thân thì tùy nghiệp, cho nên hết nghiệp thì thân phải đi. Đức Phật có hóa thân, vậy chúng ta có hóa thân chăng? Chúng ta hàng ngày chạy theo vọng tưởng, có nghĩa là tâm của chúng ta luôn luôn chạy theo sắc dục bên ngoài, khiến cho hóa thân phải chạy ngược chạy xuôi để thỏa mãn những sắc dục đó. Chừng nào hóa thân, tức những vọng niệm dừng lại, thì bấy giờ pháp thân của chúng ta mới hiện ra. Bản chất của tâm thể là lặng lẽ tràn đầy trong sáng, và nó ẩn tàng trong tất cả mọi người, nên được gọi là bản nguyên hay tự tánh. Hàng ngày vì vọng tưởng dấy khởi liên miên, nên con người chỉ thấy vọng tưởng mà không thấy được tâm thể của mình. Tệ hại hơn nữa, họ còn lầm lẫn vọng tưởng là tâm của mình, nên cả đời chạy theo nghiệp mà không hay, không biết. Cũng như mặt biển lặng lẽ, êm ái, nhưng một ngọn gió mạnh thổi qua làm giết chết sự yên lặng trầm tĩnh này, tạo thành những lượn sóng nhấp nhô, gầm thét, thay thế cho sự yên lặng trong sáng ban đầu. Muốn đánh tan những làn sóng kia thì phải chặn ngay ngọn gió mạnh. Con người cũng thế, nếu tâm đừng vọng tưởng, yên tĩnh, chỉ khi nào gió nghiệp lặng. Mà ngã là đối tượng chủ yếu của vọng tưởng. Ngã là nghĩ về ta, về người hay vạn vật. Khi thấy thân này là duyên hợp như huyễn, cảnh cũng duyên hợp như huyễn, thì con người khỏi phải bận lòng về cái ta của mình và cái ta của vạn vật. Không chấp có cái ta thì không sanh nghiệp, tức là gió nghiệp yên và sóng vọng niệm
cũng từ từ im bặt. Và bây giờ mặt biển tâm sẽ trở về với sự lặng lẽ tràn đầy trong sáng như xưa. Thật vậy, tâm của Phật và tâm của chúng sinh thật ra không hề khác nhau. Cái tâm này có thể ví như mặt nước hồ thu vắng lặng êm đềm. Tâm của Phật thì như mặt nước yên tĩnh. Trên đó, mặt trăng chân lý có thể phản chiếu một cách toàn vẹn. Trong khi tâm của chúng sinh thì giống như mặt nước đang bị các làn sóng vô minh khuấy động, không thể phản chiếu được gì. Muốn đánh tan những làn sóng vô minh đó, con người phải sáng suốt, dùng trí tuệ bát nhã để thấy được cái bản thể chân như, bất sinh, bất diệt trong mỗi chúng ta, cũng như thấy rằng tất cả con người, vạn vật chẳng qua chỉ là hiện tượng duyên sanh, tức là giả có mà thôi. Thêm nữa, tâm chúng sinh thì gồm có thể, dụng và tướng. Thể là chân như thì bao trùm tất cả pháp. Tướng là sanh diệt thì chứa đựng hằng sa công đức. Còn dụng thì xuất sanh tất cả các pháp thế gian và suốt thế gian. Vì thế, Khế Kinh có chép rằng: vô bất tùng thử pháp giới lưu, mạc bất hoàn quy thử pháp giới. Tức là không có một pháp nào chẳng từ tâm này mà lưu suốt, và cũng không có một pháp nào chẳng trở về tâm này. Tâm Phật là pháp thanh tịnh vô lậu, còn tâm chúng sinh thì bao gồm cả pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp thế gian và pháp suốt thế gian. Vì thể và dụng không rời nhau, cho nên dựa theo chân đế mà nói thì tuy thanh tịnh bất biến mà vẫn tùy duyên sanh diệt. Còn nếu đứng về phía tục đế mà nói thì tuy tùy duyên sanh diệt mà vẫn như như bất biến. Muốn thấu đạt trí tuệ bát nhã, chúng ta phải phân biệt cho rõ ràng sự khác nhau giữa cái không hiểu theo nghĩa chân đế và cái không hiểu theo nghĩa tục đế. Cái không của chân đế là chân không, có nghĩa là thường vắng lặng, tịch diệt, ra ngoài cái đối đãi của có và không, của tục đế tức là phàm tục. Còn cái không của tục đế là cái không đối đãi với cái có mà thành và được gọi là không giới. Chân không, không có hình tướng nên không phải là sắc, còn không giới chẳng qua là cái sắc đối với nhãn căn. Vì thế, chân không không thấy được, còn không giới mới có sắc. Chân không không đối tượng, còn không giới thuộc về đối tượng. Chân không là vô lậu, còn không giới là hữu lậu. Chân không là vô vi, còn không giới là hữu vi. Tham sân si là ba con rắn độc đã sát hại biết bao người trong đời này và còn gây tai ương không biết bao nhiêu kiếp nữa. Còn tham sân si là con người còn đau khổ. Bởi si mê nên thân là do duyên hợp, giả dối mà chúng ta lầm tưởng là chân thật quý báu, nên sanh lòng tham muốn thu góp mọi thứ trên đời này về mình. Muốn mà không được thì tâm liền nổi sân, hay có mà không giữ được cũng phát điên. Vì thế, từ tham sanh ra sân để tạo nghiệp gây khổ cho mình mà thôi. Bây giờ nếu thấu hiểu trí tuệ bát nhã của Đại Thừa thì phải thấy biết thân này là huyền hóa. Một khi dùng con mắt trí tuệ để mở sáng đèn tâm thì chắc chắn si mê sẽ tan biến. Thấy thân mình là huyền và vạn pháp cũng là huyền thì có gì phải bận lòng. Cái có hay cái không chẳng qua chỉ là hiện tượng duyên sanh của tạo hóa mà thôi. Đó là nay có, mai không, rồi mai không, mốt có. Do đó, có cũng thế mà không cũng thế thì tâm sẽ hoàn toàn thanh tịnh. Triết lý của Phật là chân lý, cũng ví như viên thần dược. Nếu con người chỉ nhìn viên thần dược mà không uống thì làm sao biết mình hết bệnh? Cũng như bát nhã là chân lý siêu việt mà chúng sinh dù có tu học mà không chịu tu chứng thì làm sao thấy được sự nhiệm màu. Huyền diệu của nó chẳng khác nào nhân viên ngân hàng từ sáng đến chiều đếm tiền cho kẻ khác mà trong túi của mình không có một xu. Trí tuệ Như Lai luôn luôn sẵn có trong mỗi chúng sanh, nhưng vì vô minh mê lầm che lấp mà không biết nên cuộc sống trở thành điên đảo, mộng tưởng. Tất cả các pháp tu của Đạo Phật không ngoài mục đích duy nhất là làm cho chúng sinh lìa xa vọng tưởng,
chấp trước để tánh giác được hiện bày. Chẳng hạn như Kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng sanh chứng ngộ chân tâm và sống thật với tánh giác của mình để được an vui tự tại. Nhưng rất nhiều người hiểu lầm chân tâm là hư không, rỗng tuét. Khi ngũ quan của chúng ta nhận biết vật gì mà tâm không khởi vọng tưởng, phân biệt, thì cái biết ấy là chân tâm. Nếu thời gian nhận biết mà không vọng tưởng, nhưng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thì cái rõ ràng thường biết hiển lộ nơi mình. Tuy cái thường biết hiển lộ nơi mình mà không bám vào sáu trần nên không có tướng mạo. Mặc dầu không có tướng mạo, nhưng chân tâm không phải là hư không. Vì hư không là bất động, mà tánh giác là linh động. Thí dụ như chúng ta nhìn chiếc xe đang đậu ngoài đường. Nếu nhìn chiếc xe mà chỉ biết đây là chiếc xe, tức là chúng ta không khởi niệm phân biệt, thì cái thường biết không bám vào sáu trần, thì cái biết này là chân tâm. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu khởi niệm phân biệt, cái xe này đẹp quá, mắc tiền quá, thì chân tâm biến mất và được thay bằng vọng niệm. Cái thường biết của chân tâm ban đầu đổi thành cái biết của thức. Bây giờ nếu chúng ta dùng trí tuệ bát nhã mà soi thấu, thì thấy chiếc xe không có tự tánh, tức là không, vì chiếc xe do nhiều duyên hợp lại mà thành. Cái biết bây giờ là cái biết của trí, tức là dụng của chân tâm. Dụng thì gần với chân tâm hơn là thức, vì tuy cũng phân biệt nhưng phân biệt đúng với sự thật. Chúng ta có thể ví chân tâm như mặt gương trong sáng. Hình tướng bên ngoài như thế nào thì mặt gương phản chiếu như thế đó. Nếu ở ngoài là bình hoa thì trong mặt gương hiện bóng bình hoa, hay ở bên ngoài là cái ly thì mặt gương cũng hiện bóng cái ly. Cái biết của chân tâm cũng thế, tai vẫn nghe tiếng, mắt vẫn thấy sắc, lưỡi vẫn nếm mùi vị, mà tâm an nhiên tự tại, không dính mắc, không khởi niệm phân biệt. Có hai vị thiền sư ngồi uống trà. Vị thứ nhất nói, khi uống trà, người biết trà ngon dở là phàm phu, còn nếu không biết mùi vị trà thì giống như cây đá. Vậy sư huynh nên uống trà như thế nào? Vị thứ hai đáp, uống trà, chỉ thế thôi. Uống trà thì chỉ biết có uống trà, đó là sống với chân tâm vậy. Vậy chân tâm và tánh khác nhau chăng? Thí dụ như khi ra biển, chúng ta thấy mặt sóng nhấp nhô, làn sóng trên đè làn sóng dưới, tạo ra những tiếng gào thét của đại dương mà thường gọi là hải triều âm. Thấy sóng nước là thấy cái tướng của nước, và những làn sóng nhấp nhô là dụng của nó. Dù có nổi trăm ngàn lượn sóng thì không một lượn sóng nào ngoài nước mà có. Nhưng tính nước ở dưới lòng đại dương thì yên tĩnh, trầm lặng, là thể của nước vậy. Như thế, tâm là tướng, là hình dáng bên ngoài, là vọng tưởng, là do duyên hợp. Còn tánh là chân thể của tâm, là cái có sẵn. Do đó, nếu chạy theo tâm là chạy theo vọng tưởng, còn sống với tánh là sống với chân thể, với cái thường biết của mình. Tham sân si, thiện ác, khổ lạc chính là dụng của tâm. Vì thế, ngay trong tướng mà nhận ra thể, và ngay nơi thể biết được tướng để gọi, cũng như ngay nơi sóng thấy được nước mà không cần bỏ sóng tìm nước. Nói cách khác là tâm tham sân si thiện ác chứa trong tâm của con người, thì tánh thanh tịnh sáng suốt cũng nằm trong tâm của con người. Nhưng chúng ta nhận biết được cái tánh thanh tịnh của mình bằng cách loại bỏ tâm tham sân si để trở về sống với cái thể chân thật của mình, thì được hoàn toàn an vui tự tại. Vậy sanh diệt là tướng, và chân như là thể. Nói thế có nghĩa là nếu con người dẹp hết vọng niệm, sanh diệt, mê lầm, thì họ sẽ sống với cái tỉnh giác hằng có nơi mình, tức là sống với ông Phật của chính mình. Vậy Phật chính là ở ngay trong tâm của mình. Vì thế, cho dù chúng ta có lên non xuống bể mà không sống với cái tánh giác thì có tìm ra Phật được không? Vì sự huyền diệu của tánh nên ngay cả Lục Tổ Huệ Năng cũng thốt luôn năm cái không ngờ. Ngài nói, không ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, không ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, không ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, không ngờ tánh mình
vốn không dao động, và không ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Khi con người sống với tâm bình thường, không động, trong sạch và không có tranh giành hơn thua, thì tâm không còn phiền não. Vì thế cái tâm bình thường này chính là cái tâm thanh tịnh thường có trong tất cả mọi người. Đó là cái không ngờ thứ nhất. Con người vì chạy theo vọng niệm nên cuộc sống lúc nào cũng điên đảo mà tạo ra nghiệp. Tự tánh vốn thanh tịnh thì không khởi vọng niệm. Không khởi vọng niệm thì không gây nghiệp. Mà không có nghiệp thì không sanh diệt, tức là không có sanh tử luân hồi. Đó là cái không ngờ thứ hai. Khi mới lọt lòng mẹ, con nít bật khóc oa oa mà không cần ai dạy chúng. Sau đó chúng biết bỏ, rồi biết đi cũng là tự biết, chứ không phải đợi dạy mới biết. Đói, chúng kêu la. Buồn ngủ, chúng lăn ra ngủ. Tất cả những cái biết có sẵn như thế thì gọi là tánh. Cái tánh này đã có sẵn từ khi còn bé cho đến bây giờ, chứ đâu phải bây giờ mới có. Do đó mà tổ mới nói tánh mình vốn tự đầy đủ là như vậy. Đây là cái không ngờ thứ ba. Vì chạy theo cuộc sống nên con người lúc nào cũng suy nghĩ. Suy nghĩ về mình, suy nghĩ về người, suy nghĩ về tinh thần cũng như suy nghĩ về vật chất. Càng suy nghĩ, tâm càng dao động. Mà suy nghĩ là tâm chứ không phải là tánh. Nhưng tự tánh vốn thường tịnh, không suy nghĩ, không dao động. Đó là cái không ngờ thứ tư. Bản thể chân như, tức là tự tánh, thì thường hằng bất biến. Nhưng từ cái bất biến này mà duyên sanh ra vạn pháp, tức là bất biến mà tùy duyên hay là chân không, mà diệu hữu, có nghĩa là không có một cái gì mà sanh ra tất cả. Đó là cái không ngờ thứ năm. Trong kinh A Hàm có câu chuyện như sau. Một hôm có người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật rằng: Này Ngài Cù Đàm, giáo lý của Ngài có Niết Bàn không? Nếu có thì có ai chứng được Niết Bàn chưa? Giáo lý của ta có Niết Bàn, và có người đã chứng được Niết Bàn. Vậy Ngài Cù Đàm chứng chưa? Ta đã chứng được. Nếu giáo lý của Ngài có Niết Bàn và Ngài đã chứng Niết Bàn, vậy tất cả đệ tử của Ngài có được Niết Bàn hết chăng? Đệ tử của ta có người chứng được Niết Bàn, có người không chứng được Niết Bàn. Giáo lý của Ngài có Niết Bàn thì tại sao Ngài dạy đệ tử có người chứng, có người không chứng? Ở đây gần thành Vương Xá, vậy ông có biết thành Vương Xá không? Dạ biết. Ông có rành đường đến thành Vương Xá không? Dạ rành. Nếu có người hỏi đường để đến thành Vương Xá, ông chỉ dẫn tường tận, mà người đó không đi tới là lỗi tại ai? Dĩ nhiên là lỗi tại người đi. Nếu người đó đi theo đúng như lời tôi chỉ thì chắc chắn sẽ tới. Bây giờ Đức Phật mới kết luận rằng: Ta cũng vậy, giáo lý của ta có Niết Bàn và ta cũng đã đạt Niết Bàn, nhưng ta dạy đệ tử, nếu ai y theo lời ta dạy mà tu thì đạt tới Niết Bàn, bằng không thì không đạt được. Vậy không có Niết Bàn đâu có phải là lỗi tại ta. Cũng kinh A Hàm lại kể một câu chuyện như sau. Có một người ngoại đạo tên là Tu Nhàn Đề đến yết kiến Đức Phật để bày bác chủ trương xa lìa ngũ dục của Phật giáo. Sau khi Đức Phật dùng đạo lý giáo hóa, ông tỉnh ngộ, và bây giờ Đức Phật mới nói cho ông nghe bài kệ: Không bệnh lợi bậc nhất, Niết Bàn vui bậc nhất. Nghe xong, ông bèn hỏi Phật rằng: Thế nào là Niết Bàn vui bậc nhất? Đức Phật không trả lời thẳng mà chỉ cho ông một thí dụ. Như người mù mắt, từ thuở bé nghe người khác diễn tả những màu sắc xanh đỏ tím vàng cũng không thể hình dung được. Sau đó có người thương xót trị lành đôi mắt. Khi mắt sáng, người ấy thấy rõ ràng các màu sắc mà không cần ai diễn tả. Niết Bàn cũng như thế. Nếu ông chưa sáng được con mắt trí tuệ, dù ta có vì ông mà nói thì ông cũng chẳng có lợi ích gì. Ta có phương thuốc làm sáng con mắt trí tuệ của ông, đó là gần gũi thiện tri thức, nghe pháp lành, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi tu chứng. Tu chứng rồi chính ông sẽ biết rõ thế nào là cái vui đệ nhất của Niết Bàn. Con người vì bị mây vô minh che khuất trăng bát nhã
nên không ngộ được tánh bát nhã, chân không. Do đó, chỉ khi nào phá tan mây vô minh thì chăng bát nhã mới được sáng tỏ. Như vậy, khi học kinh bát nhã, chúng ta phải soi chiếu bát nhã để thấy được thực tánh bát nhã mà sống với cái tánh giác chân thật của mình, để biến cuộc đời giả tạm không bền chắc này thành cảnh an vui tự tại. Nhưng muốn thấy được thực tánh bát nhã, trước hết phải vận dụng trí bát nhã để thấy thân như mộng huyễn và sáu trần cũng không thật. Từ đó mới ngộ tâm mình là tâm Phật và bản tánh là pháp tánh. Vì thế, Phật tuy đã thành Phật nhưng không thấy mình được thành Phật, nên cổ nhân có làm bài kệ như sau: Phật tức tâm, hề tâm tức Phật. Tâm Phật tùng lai, giai vọng vật. Nhược chi vô Phật, phục vô tâm. Thị thị chân như, pháp thân Phật. Dịch là: Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm Phật cả hai đều không thật. Người ngộ không tâm và không Phật liền chứng chân như, pháp thân Phật. Thật vậy, tâm và Phật chỉ là hai danh từ để gọi mà thôi, chứ không có cái gì chân thật cả. Nếu chúng sinh diệt trừ các vô minh vọng chấp, sẽ thấy tâm cũng không và Phật cũng không. Bấy giờ sẽ chứng được pháp thân thanh tịnh, vĩnh hằng bất biến của chư Phật. Để giúp chúng sinh thấu hiểu sâu xa về tuệ giác bát nhã, bằng cách nhìn thấu suốt cái thể thay vì bằng cái tướng, nên chính Đức Phật đã nói thêm trong bài kệ như sau: Nếu thấy ta bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh, người này đi đường tà, không thấy được Như Lai. Một lần nữa, chính Đức Phật dạy cho chúng sinh phải phá trừ vô minh vọng chấp để đạt được trí tuệ bát nhã thì mới thật thấy và thật nghe được Phật. Trái lại, nếu còn vô minh vọng chấp, có nghĩa là chấp có sắc tướng hay âm thanh của Phật, thì không bao giờ thấy được Phật. Bởi thế nên Phật mới của là người này đi đường tà, tức là vọng thì sẽ không bao giờ thấy được Như Lai. Nếu thế, nếu từ cửa bát nhã là cửa không, chúng ta bước vào trong nhà thì bây giờ mới thấy được tâm Phật của mình. Nếu sống với tâm Phật này là mở rộng cánh cửa của giải thoát để chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng đây là một thứ Niết Bàn tự tánh, thường vắng lặng mà thường sáng suốt. Nó vẫn thường bộc lộ sáng suốt nơi chư Phật, mà vẫn thường sẵn có nơi mọi loài chúng sinh, mà kinh gọi là Phật tánh, là chân tâm, là Như Lai tạng. Chính tự tánh Niết Bàn này có đầy đủ bốn đức là thường, lạc, ngã, tịnh. Thường nghĩa là không bị chi phối bởi tánh vô thường, khi nào cũng như khi nào, không lên bổng xuống trầm, không còn già trẻ sống chết đổi thay. Lạc là không còn khổ não lo buồn, an vui tự tại. Ngã là được hoàn toàn tự chủ và không bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối. Tịnh là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh trong sáng. Vì tính cách quý trọng, cao cả tuyệt đối của bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, nên đây chính là Niết Bàn cao quý tột đỉnh của Đạo Phật, mà được gọi là vô thượng Niết Bàn.